chương 821, chia của. Ánh mắt xa tâm lượng lạnh như băng, nói, tiêu ngọc long, những lời này, có phải ngươi nói hay không, có sai chữ nào hay không? Hắn chợt quát một tiếng, đột nhiên trong mắt của hắn lại lại chiếu ra ánh sáng nóng bỏng, tập trung chặt chẽ hai mắt tiêu ngọc long. Thần kinh của tiêu ngọc long vốn cũng đã gần như hỏng mất, giờ phút này lại bị che mất tu vi, làm sao có thể ngăn cản loại thần công nhiếp hồn câu phách như thế? Trong nháy mắt đã bị chế trụ. Sau đó liền bắt đầu kể lại một cách đầy đủ một lần, mọi người nghe, đối chiếu với lời khai, thậm chí không sai một chữ nào. Ba người bị bắt cùng với Tiêu Ngọc Long nhất đồng thời thở dài, biết việc này hoàn toàn xong, ngay cả cơ hội phản cung cũng không có, hơn nữa gia tộc Tiêu thị cũng sẽ có phiền toái lớn. Trước đó có ai dự đoán được, chỉ là đối phó một cái tiểu tử vừa mới đến Thượng Tam Thiên, một cái y quán nho nhỏ ở Bình Sa Lĩnh, lại gặp phải phiền toái lớn như thế. Sau đó, mỗi người sa tâm lượng viết một bản lời khai, lý tên xác nhận Việc đã đến nước này, chống chế cũng là vô dụng, hơn nữa, xa tâm lượng còn có loại thần công có thể điều khiển tâm thần của ngươi, mê đảo ngươi, làm cho ngươi phải làm theo những gì hắn muốn. Mặc dù công phu kia không thể yêu cầu một người làm những động tác phức tạp, nhưng ký tên hay là lấy dấu vân tay thì cũng dễ dàng. Trong tay cầm một chồng lời khai dày, ánh mắt xa tâm lượng giống như hàn băng, đem mấy người này mang xuống, nhốt vào chỗ khám tử tù, nhốt tách ra. Mỗi một ngày cũng để cho bọn họ thoải mái, lại muốn chặn đường sống của ta, sao có thể tha thứ dễ dàng cho bọn họ. Về phần 6 tên còn lại, thì thích làm gì cứ làm đi, sống chết không quan trọng. Hắn hừ mạnh một tiếng, nói, án thép như núi, bản thân ta muốn xem, Tiêu gia sẽ cho ta câu trả lời như thế nào. Chúng ta là chấp pháp giả, Tiêu gia có thể tùy ý sát hại sao? Dám ngang nhiên chống lại chấp pháp, chẳng lẽ đó chính là thủ đoạn cùng gia quy của Tiêu gia sao? Bốn người cảm thấy trước mắt tối sầm, đồng thời hôn mê bất tỉnh nhìn bốn kẻ đáng thương này bị lôi đi xuống, xa tâm lượng phát tay cho mọi người rui ra, chỉ để lại 10 vị chấp pháp giả bị trọng thương, cùng sở dương. Sau khi tất cả đều lui ra, hắn mới nói nhẹ nhẹ, đứng lên đi. Người người đồng thời xoay người bỏ dậy. Xa tâm lượng nói, sau khi các ngươi nhận được bồi thường, tự đem người thân của các an bài cho tốt. Nếu ai muốn làm ám vệ chấp pháp, bây giờ có thể yêu cầu, bổn tọa sẽ ghi trong hồ sơ của các ngươi thành người không chữa trị được đã chết, gia nhập ám vệ chấp pháp mười người đồng thời mừng rỡ bận việc hồi lâu xa tâm lượng rốt cục mới làm xong mới có thời gian dương nói chuyện cùng sở tiểu huynh đệ như thế nào cao thật sự là cao cao như núi sở dương giơ ngón tay cái lên khen không dứt miệng thủ đoạn của lão ca đúng là thay đổi như trong chóng bàn tay quạt gió thổi mây thủ đoạn gọn gàng sát phạt quyết đoán tiểu đệ nhìn thấy mà khâm phục xa tâm lượng cười hắc hắc sở dương cẩn thận nói nhưng như vậy có vẻ hơi quá sợ rằng lão ca sẽ đắc tội với tiêu gia xa tâm lượng thở dài nói tiểu huynh đệ người chưa rõ chấp pháp giả chúng ta hoặc là có thể nói bên trong chấp pháp giả chúng ta người tốt cũng không có nhiều tham tiền háo sắc chỗ nào cũng có ăn hối lộ trái pháp luật cũng không kỳ lạ nhưng tất cả đều muốn xem tình huống cho dù chấp pháp giả chúng ta hư hỏng hơn nữa nhưng dù sao cũng mặc bộ đồ này thực hiện công việc này trong lòng tự nhiên có trách nhiệm hơn nữa, các khu vực hàng năm đều có kiểm tra đánh giá, dùng cái này để quyết định thành tích, quyết định tấn chức. Kiểm tra đánh giá chính là sự vững vàng cùng yên ổn của khu vực. Cho dù không vì ích lợi của bình dân, thì cũng phải duy trì ổn định tối thiểu vì khả năng lên chức của bản thân. Cho nên trước đó, bình thường có có chuyện gì, thì cũng có thể cho qua. Sa tâm lượng cười khổ một tiếng, nhưng lần này, Tiêu Ngọc Long cũng làm quá mức, cộng với việc tên mập chết, khu vực này của lão ca, năm nay đã không còn hy vọng nếu đã không còn hy vọng vọng, vậy thì ta còn cố kỵ cái gì? Chẳng thà trực tiếp lấy tiêu gia để lập uy. Như vậy còn vãn hồi được một ít ảnh hưởng. Cho nên việc đắc tội tiêu gia, cũng không có gì lớn. Chấp pháp giả nếu không đắc tội người khác, cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách. Sở dương gật đầu trầm tư nói, thì ra là như vậy. Sa tâm lượng nói, chuyện này ta sẽ đưa hết hồ sơ vụ án, nộp lên cho tổng chấp pháp đại nhân xem. Do tổng chấp pháp đại nhân chịu trách nhiệm can thiệp với tiêu gia. Nói tóm lại, Chấp pháp giả uy danh, không thể khinh thường, máu của chấp pháp giả không thể chảy vô ích. Sở Dương nói, nếu tiêu ra tới đòi người thì phải làm như thế nào? Sa Tâm Lượng cười nhàn nhạt, nhạt, nói, tiểu huynh đệ, ngươi vốn hàm hậu, thành thật, ra đời không lâu. Lão ca muốn khuyên ngươi một lời. Sở Dương cung kính nói, lão ca cứ nói. Tiểu đệ xin rửa tay lắng nghe Sa Tâm Lượng chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, đánh rắn, nhất định phải đánh dập đầu. Nếu là ngươi đắc tội người khác, không bao giờ được nói xin lỗi không hề cố kỵ đắc tội tiếp. Đắc tội hết mức. Nếu ngươi muốn tốt, nói xin lỗi, như vậy, người chết chính là ngươi. Giữa người bình thường, sẽ có chuyện tha thứ, biến chiến tranh thành tơ lụa xảy ra, nhưng giữa các võ giả, tuyệt không có khả năng này. Sở Dương suy nghĩ một hồi, rốt cục cảm kích nói, lời vàng ngọc của lão ca, tiểu đệ tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Sa tâm lượng cười nhạt, thấp giọng nói, không dối gạt tiểu huynh đệ, đám người tiêu ngọc long, ta chắc chắn sẽ không cho bọn họ sống đến lúc có thể đi ra ngoài cho nên, tiêu gia, sẽ không đòi được người sống. Hắn hít mắt, nói, nếu hắn được đi ra ngoài, tiểu huynh đệ ngươi liền gặp nguy hiểm. Tiếp theo cười ha hả một tiếng, ngươi nguy hiểm, chúng ta sẽ nguy hiểm. Hai người bèn nhìn nhau cười. Sở dương nói, ta vẫn có cảm giác, chuyện này giống như một cái bẫy, tổng chấp pháp đại nhân có thể hay không. Vì vậy mà trách tội ngươi. Xa tâm lượng cười ha hả một tiếng, tiểu huynh đệ, cả thiên địa, chính là một cái bẫy lớn, mà chúng ta, đều vẫn sống trong cái bẫy lớn đó, mặc dù chuyện này là một cái bẫy, nhưng, nếu là tiêu ngọc long không phái người, thì bẫy dập cũng đâu có tác dụng gì. Nếu hắn tới, rồi đả thương người, như vậy, bẫy dập cũng không còn chính xác, mà là sự thật, là bằng chứng như núi. Hắn hắc hắc cười lạnh, bình xa lĩnh nhiều gia tộc như vậy, vì sao bẫy dập lại không bắt được người khác? Sở dương yên lòng, nói, lão ca nói rất đúng. Lúc này người đi tới tiêu gia phân đà, cũng đã trở lại. Đem vào hai cái dương lớn, mở dương ra, bên trong tử khí sông lên trời tất cả đều là tử tinh thống lĩnh đại nhân trong này có một vạn ba nghìn khối tử tinh thuộc hạ đã kiểm kê xong vị kia chấp pháp giả quỳ một chân xuống đất bẩm báo xa tâm lượng thản nhiên nói ngươi đi xuống đi tự đi công pháp đường nhận lấy phần thưởng vị chấp pháp giả kia tạ ơn một tiếng đứng dậy đi xa tâm lượng xoay người cười ha ha nói tiểu huynh đệ những thứ này đều là bồi thường cho ngươi nha một lát ta dùng xe ngựa của ta đưa trở về cho ngươi ha ha tiểu huynh đệ còn trẻ đã là phú hào mà bình xa lĩnh đều biết sở dương nghiêm mặt nghiêm túc nói sa lão ca số tử tinh này ta không thể thu sa tâm lượng lấy làm lạ đây là vì sao sở dương mỉm cười trong lòng sa lão ca cũng rõ ràng tổn thất của ta đâu có nhiều như vậy nếu ta cầm số tử tinh này sợ rằng trong lòng bất an hắn không đợi sa tâm lượng mở miệng liền nói như vậy đi số tử tinh này Sa lão ca cùng Tần lão ca chia đều đi. Hắn chân thành cười nói, lúc trước không phải ta đã nói rồi, mượn cơ hội lần này, chỉ cần lão ca ra tay, tiểu đệ chịu trách nhiệm đem tử tinh mà hai vị lão ca dùng mua thuốc cầm về, thế mới dám báo tổn thất nhiều như vậy. Hôm nay, số tử tinh này, làm sao ta có thể muốn? Sa tâm lượng tỏ ra không vui, nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi đang đánh vào mặt lão ca đó." Vừa nói, Tần Bảo Thiện cũng đi ra, khuyên Bảo Sở Dương, nhưng sở dương chỉ là lắc đầu không đồng ý, chết sống cũng không nhận. Đến lúc sau, sa tâm lượng cùng tần bảo thiện có vẻ đã tức giận, sở dương vẫn kiên trì không cần. Hai người đều thưởng thức nhưng đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ thật lòng muốn sở dương nhận lấy, thêm một bước xác định quan hệ song phương, lấy lòng bảo vệ tánh mạng phù cho mình. Nhưng sở dương cũng thật lòng nghĩ để hai người bọn họ nhận lấy, để làm cho tốt trụ cột cho kế hoạch sau này của mình. Trong lúc nhất thời hai bên rằng co, càng về sau, ba người đều than thở. Sở Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, đã như vậy tiểu đệ có một biện pháp. Biện pháp gì? Hai người đồng thời hỏi lại. Đây là một vạn ba nghìn khối tử tinh, tiểu đệ lấy một ngàn. Còn dư lại hai vị lão ca chia đều. Sở Dương nói, nếu là đề nghị này mà hai vị lão ca còn không đáp ứng, thế thì tiểu đệ không thể làm gì khác ngoài việc bỏ về. Sát tâm lượng cùng tần bảo thiện lắc đầu thở dài, tiểu huynh đệ thật sự là không làm sao được. Rốt cuộc mỗi người phải nhận 5.000 tử tinh, còn dư lại 3.000, đều cho sở dương. Sa tâm lượng nói, nếu tiểu huynh đệ lại từ chối, thế thì lão phu sẽ đập nát hết một vạn ba nghìn tử tinh này, tất cả mọi người đều không có. Cho nên, lúc vị khổ chủ là sở dương đi ra từ chấp pháp đường, tự lại thêm ba nghìn tử tinh, cho nên, sở đại lão bản làm ăn năm ngày, ba ngày rưỡi nghỉ ngơi, buôn bán lời gần năm ngàn tử tinh. Tất cả đều vui vẻ, hơn nữa lần này trở về, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện càng thêm nhiệt tình so với lần trước, chính là Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện cùng đi, ngồi xe ngựa chuyên dụng của Sa Tâm Lượng, ba người một bên nói chuyện phiếm, một bên đem tử tinh của Sở Dương đưa về hồi xuân đường. Tiễn Sở Dương xuống xe, hai người không có ra mặt, quay trở về theo đường cũ. Trước cửa tử tinh hồi xuân đường đã tràn đầy người, người của Dương gia, của Sở gia gần như đều ở trong này, ngoài ra, cách đó không xa, còn có người của các đại gia tộc đến thám thính tin tức. Trải qua thời gian dài như vậy, tất cả mọi người đều biết sự việc bắt đầu từ đây. Nhìn thấy Sở Dương được xe ngựa của Sa Tâm Lượng đưa về, mọi người gần như là trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Dương Bạo là người đầu tiên xông lên, bắt được vạt áo của cháu ngoại. Không có chuyện gì. Sở Dương lập tức thoải mái, chuyện cũng đã giải quyết, hơn nữa, chấp pháp giả đại nhân xét rõ đúng sai, công chính nghiêm minh, trừng phạt kẻ làm điều ác, hơn nữa, thấy ta bị kinh sợ, cố ý đưa ta trở về. Thật ra chỉ là như vậy, ha ha a, à, chuyện xảy ra như vậy, chuyện cứ xảy ra như vậy, cứ nhẹ nhàng như vậy, mọi người nhìn nhau. Chương 822, Hắc Tâm Thánh Thủ. Vậy, vậy còn Tiêu Ngọc Long kia thì sao? Xử lý hắn thế nào? Sở Hùng thành vẻ mặt tức giận, tên hỗn đản này không ngờ dám hạ thủ tôn nhi của mình, tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho hắn. Cho dù không thể trả thù trắng trợn thì cũng phải lén đánh cho hắn một côn. Vừa hỏi như vậy, Dương Bạo lập tức nhớ ra, vội hỏi tiếp chính là thằng nhãi tiêu ngọc long sinh con không chim con mẹ hắn ở nơi nào lão tử phải xé xác hắn sở dương thở dài nói nguyện vọng của lão nhân gia ngài chỉ sợ phải thất vọng rồi tiêu ngọc long cản trở chấp pháp chửi rủa tổ chức chấp pháp đánh chấp pháp giả khiến cho người chấp pháp giả trọng thương tàn phế trước mắt đã bị bắt vào tử lao chấp pháp chờ đợi phán quyết cuối cùng xung quanh một loạt tiếng hít hơi lạnh cùng vang lên tiêu ngọc long này thật đúng là có gan nha dương bạo không ngờ không nhịn được tán thưởng một câu con bà nó cản trở chấp pháp đánh chấp pháp giả lão tử cũng không dám làm như vậy người của cửu đại thế gia chúa tể đúng là châu bò nha mọi người năm mùng mười miệng hỏi han nhưng sở dương lăn qua lộn lại cũng chỉ nói là chấp pháp giả công chính tiêu ngọc long đắng giận sau đó liền nói tới kết quả đối với quá trình hỏi gì cũng không biết nếu hỏi gắt quá thì giả vờ ngây ngốc ta vừa mới tới đối với mấy cái này thật sự không hiểu a à mọi người bị nghẹn một bụng đại tiện, đến một chữ chi tiết cũng hỏi không ra. Dương Dương, người biết ra thống lĩnh của chấp pháp giả. Trong đám đông, ánh mắt sở phi long chợt lóe, hỏi, biết chứ. Sở Dương lộ ra nụ cười hàm hậu, thiên chân khả ái, lần trước mời ta đi hỏi một số việc, chính là hắn hỏi. Lần này đến chủ trì công đạo cho ta, cũng chính là hắn. Sa thống lĩnh đúng là người tốt a à? Sở Phi Long mỉm cười một chút, nói, ừm, 응, bất quá phúc khí dương dương đích thật không tệ. Sở Dương ngượng ngùng cười cười, Nhị Thúc quá khen rồi. Sở Phi Long ôn hòa cười nói, ngươi là chất nhi ta, phúc khí ngươi lớn, Nhị Thúc đương nhiên cũng được nhờ. Ha ha. Sở Dương chân thành nói, Nhị Thúc, nếu tiểu chất lớn lên thật sự có phúc khí như vậy, Nhị Thúc ngài nhất định sẽ được nhờ. Sở Phi Long cười sang sảng, thần sắc tự ái vô cùng, hảo hài tử. Sở Dương ngượng ngùng hé miệng mỉm cười, Nhị Thúc quá khen. Hai người thúc cháu, hòa thuận vô cùng, chuyện trò cười nói, thật khiến người ta phải hâm mộ a. À. Bên cạnh, Dương Bạo lão gia tử trố mắt nhìn hai thúc cháu nói chuyện, đột nhiên quay đầu, truyền âm cho Dương lão phu nhân nói, "Quái thật, hai người thúc cháu bọn hắn nói chuyện, nhìn qua thì ấm áp vô cùng, nhưng ta thế nào lại cảm thấy âm phong từng chập. Cả người nổi hết cả da gà rồi." Dương lão phu nhân trợn trắng mắt, truyền âm nói, "Đúng là có chút không hợp lý." Nàng trầm tư một hồi, nói, "Cụ thể là ở chỗ nào thì không thể nói rõ được." Dương Bạo lão gia tử ừ một tiếng, truyền âm nói, "Ngươi nói lần trước lan lan từng đề cập qua một lần nói chuyện năm đó sở phi long này rất có hiểm nghi người thấy sao dương lão phu nhân thoáng nhìn qua sở phi long một chút nhíu mày thật lâu sau vẫn không nói gì thấy sở dương bình an vô sự hơn nữa hỏi cái gì cũng không biết mọi người yên tâm hơn rất nhiều tuy trong lòng vẫn có chút buồn bực biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy nhưng cũng chẳng còn cách nào trong chốc lát đã giải tán đi rồi sở dương mượn cớ lưu lại tử tinh hồi xuân đường trong lòng không yên hầm nghĩ cầu mong tứ thúc và tiểu nha đầu đừng có lỡ miệng vừa vào cửa thì thấy sở phi yên cùng tiểu nha đầu đã ở bên trong không ngờ chưa cùng đại đội nhân mã rời đi trong nhà đang chuẩn bị bầy tiệc các ngươi làm sao lại không trở về sở dương ngạc nhiên sở phi yên cười khổ chỉ chỉ sở nhạc nhi tiểu nha đầu này không cho ta đi ồ sở dương vừa ngạc nhiên vừa quay sang nhìn nhạc nhi sở nhạc nhi chun mũi nói có một số việc chúng ta còn chưa chuẩn bị khẩu cung cái này bất lợi cho ca ca ngươi. Chuẩn bị khẩu câu. Sở Dương cười nói, khẩu cung gì chứ? Sở Nhạc Nhi trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, đừng đùa dẫn nữa, đang nói chuyện chính sự với ngươi đó. Sở Phi Yên cười khổ, nhà đầu này người nhỏ quỷ lớn, ngươi không trở lại, nàng liền cảnh cáo ta, bất kể người khác hỏi cái gì, cũng không được trả lời trước ngươi. Hết thảy cứ nói là không biết. Sau đó ngươi cũng biết rồi, toàn bộ đều đẩy hết lên người người. Mà ngay cả vừa rồi ra ra ngươi hỏi ta, nàng cũng nhéo sau lưng ta rô, eo ta bị nhéo tím hết cả rồi sở dương ngẩn ra liếc mắt nhìn sở nhạc nhi một cái thật sâu nhẹ giọng nói nhạc nhi tiền đồ vô lượng a à. hắn nói một câu này tới chữ cuối cùng lại ngân thật dài ánh mắt nhìn muôi muội mình cũng có chút ngưng trọng giống như nhìn bạn cùng lứa cũng không dám khinh thường nữa tiểu hài tử có thể khiến sở diêm vương lộ ra vẻ mặt này trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có một người mà thôi sở dương sắc mặt trầm trọng ôm sở nhạc nhi, đặt lên đùi mình, ôn nhu hỏi, nhạc nhi, tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Nói cho ca ca lý do. Sở nhạc nhi 12 tuổi, nhưng bởi vì nguyên nhân thân thể, cho nên phát dục hơi trễ. Bây giờ nhìn qua cũng chỉ có bộ dáng 8-9 tuổi. Cho nên sở dương ôm tiểu nha đầu này cũng cảm thấy không có gì là không đúng. Tiểu la lị thì ngược lại, có chút thẹn thùng, mặt hơi đỏ lên, khẽ ngọ nguậy người một chút, sau đó mới như thuyết phục chính mình. Nhu thuận ngồi trên đùi sở dương, trước tiên nghịch nghịch tóc mai, sau đó mới nói, làm như vậy, đương nhiên là có lý do. Nàng giơ một ngón tay trắng nõn lên, nói đâu vào đấy, thứ nhất, chuyện này rõ ràng là do ngươi bày ra. Chúng ta cũng không biết ngươi có hậu chiêu hay là không có hậu chiêu. Cho nên trước khi chúng ta trả lời, chúng ta nói gì cũng sai. Thứ hai, cho dù chúng ta tin tưởng mọi người trong gia tộc, nhưng dù sao bí mật nhiều người biết cũng khó giữ. Vạn nhất truyền ra ngoài, càng truyền đi càng biến tướng. Bất lợi cho ngươi. Thứ ba, phương diện này, dù sao cũng liên lụy tới chấp pháp giả cùng tiêu gia. Hai con quái vật khổng lồ này đánh nhau, sở ra chúng ta bị kẹp ở giữa, nhất định không dễ chịu gì. Mà điểm này, nếu ngươi an bài thì tất có biện pháp. Chúng ta nói gì gì đi nữa thì cũng có thể khiến biện pháp của ngươi hỏng bét. Trước khi mấy người ra ra tới đây, ta đã từng nói với tư thúc. Đại ca trở về khẳng định cái gì cũng không nói, không biết. Cho nên chúng ta tốt nhất cái gì cũng không nói. Sở nhạc nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, thông minh, cười, ta đã đoán đúng." Sở Phi Yên ngồi bên cạnh nghe mà ngây người. "Đây là một tiểu cô nương 12 tuổi sao?" Nàng nghĩ tới những điều này, có một số chính mình cũng không nghĩ tới. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, ánh mắt ngưng lại trên mặt Sở Nhạc Nhi, chân thành nói, "Nhạc Nhi tương lai nhất định sẽ phi thường tài giỏi." Hắn nhẹ nhàng nói, "Sở gia có Nhạc Nhi, cho dù không có Sở Dương ta, cũng có thể bảo trì ngàn năm." Bất bại. Sắc mặt Sở Phi Yên thay đổi ánh mắt nhìn sở nhạc nhi cũng có chút quái dị, thậm chí còn có chút kính ý. Toàn bộ thượng tam thiên, có lẽ cũng chỉ có hắn mới biết được, một câu nói kia của sở dương có phân lượng thế nào. Bởi vì câu này, là xuất phát từ miệng sở diêm vương. Kẻ chỉ cần nửa năm đã đảo điên toàn bộ hạ tam thiên, không tới một năm đã lật nhào hạ tam thiên. Vừa mới tới thượng tam thiên còn chưa tới 10 ngày, đã khuấy lên phong vân, khiến cho cửu đại thế ra đau đầu. Những ngày kế tiếp, lại có chút an tĩnh rồi, Đoàn người Dương gia sau khi đã thăm cháu ngoại, lại ở lại vài ngày, rốt cuộc cũng cáo từ. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò Sở Dương, có thời gian nhất định phải tới Bạch Dương Cốc chơi mấy ngày. Sở Dương luôn miệng đáp ứng. Tất cả mọi người rất nhiệt tình, chỉ có ánh mắt biểu muội Dương nha nha nhìn Sở Dương là có chút cố kỵ, còn có chút xa cách. Đối với loại ánh mắt, Sở Dương vốn định không quan tâm. Nhưng sau khi cẩn thận phân tích lại một phen, rốt cuộc xác định, vị biểu muội thoạt nhìn có tính cách hướng nội ngại ngùng này của mình, đã có ý chung nhân rồi. Điểm này, sở dương đương nhiên nói cho mẫu thân, không giấu giếm làm gì. Mà mẫu thân cũng lén lút nói cho đại tẩu của mình. Kết quả là mẫu thân dương nha nha trên đường trở về, lại có thêm một mối tâm sự. Khi dương ra rời khỏi, kiếm linh nói với sở dương, trong nhà ngoại công ngươi, tự hồ có phiền toái. Sở dương ngẩn ả nói, phiền toái. Ngoại công ngươi lần này dẫn theo gia đình tới đây thăm ngươi, có chút quá mức long trọng. Hơn nữa, còn có chút mùi vị tránh né, ở trong huyết y đội của hắn, có rất nhiều người tu vi hơn xa người khác. Rõ ràng là cao thủ trọng yếu của gia tộc cải trang giả dạng. Kiếm Linh nói, sở dương rơi vào trầm tư. Hơn nữa, ta từng nghe ngoại công ngươi nói với cữu cữu ngươi, chắc cũng ổn rồi. Sau đó cữu cữu ngươi nói, qua hai ngày rồi. Nói xong câu đó, hôm sau bọn họ đã lập tức cáo từ. Kiếm Linh nói, mà từ Bạch Dương Cốc tới nơi này cũng không gần, trên đường cũng phải đi năm sáu ngày, Nói cách khác, hắn nói đã qua hai ngày, lại cộng thêm một ngày, trên đường lại mất thêm năm sáu ngày. Có thể nói là thập phần dư giả. Sở dương trầm mặc suy nghĩ. Cho nên ta đưa ra kết luận, lần này không chỉ đơn thuần là thăm ngươi. Kiếm Linh nói, chỉ là ngươi trở về, trùng hợp tạo ra một lý do danh chính ngôn thuận. Không hơn. Sở dương càng trầm mặc, thật lâu sau mới nói, cuối cùng cũng có một ngày rõ ràng cả thôi. Kiếm Linh không nói. Dương ra đi rồi, sở dương vẫn tiếp tục tọa chấn y quán của mình, Sở Phi Yên vẫn như cũ làm tiểu nhị, Sở Nhạc Nhi vẫn là cái đuôi nhỏ cắt không đứt. Chẳng qua cái đuôi nhỏ này lại đang chậm rãi nảy nở, chậm rãi lớn lên. Chấp pháp giả bên kia cũng chậm chạp không truyền tới tin tức. Bảo gia cùng Liêu gia cũng không có động tĩnh gì. Tiêu gia lại càng không có phản ứng, hoặc cũng có thể nói là không kịp phản ứng. Dược liệu của Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện cũng chỉ còn thiếu hai vị thiên tài địa bảo đang trên đường tới thôi. Y quán của Sở lão bản cũng vì việc này là có chút danh tiếng khách nhân bắt đầu ngẫu nhiên tới cửa ừm không thể không nói tới một điểm cứ sau vài ngày ban đêm sở đại lão bản lại không ở y quán mà là đi ra ngài phát triển khách hàng không thể không nói chỉ cần buổi tối hắn không ở y quán sáng sớm ngày hôm sau ngoài cửa y quán nhất định sẽ có một vị khách hàng bị đả thương vô cùng cổ quái chờ trị liệu cứ như thế lặp đi lặp lại sở đại lão bản hầu bao căng tròn làm không biết mệt tuy mỗi ngày chỉ có một hai vị khách nhưng vị đại lão bản tử tinh hồi xuân đường này tuyệt đối có thể nói là người thu thập nhiều nhất trên con đường dài cả ngàn dặm này. Giá cả xem bệnh, thật sự là quá hắc ám. Không qua được mấy ngày, Sở Diêm Vương đã được một cái biệt danh bất nhã, Hắc Tâm Thánh Thủ công phu trị thương quả thực rất cao, có thể coi là thánh thủ, nhưng lòng dạ thực sự đen tới không thể đen hơn. Chương 823, phong vân lấn tới. Trong khoảng thời gian này, Thượng Tam Thiên mặt ngoài vẫn sóng êm gió lặng, nhưng bên trong, sóng ngầm lại đang chảy cuồn cuộn. Lệ Hùng Đồ vừa mới về tới gia tộc, liền lập tức trở thành bảo bối của gia tộc thậm chí chính bản thân lệ hùng đồ cũng tuyệt đối không ngờ tới tại sao mình lại nhận được đãi ngộ đặc biệt như thế xem điệu bộ này tựa hồ đã bồi dưỡng mình giống như thế hệ hạch tâm tương lai của lệ thị gia tộc vậy lệ hùng đồ mờ mịt nhưng cũng không biết vì sao sau khi về gia tộc vốn tưởng sẽ được an bàn một chức vụ quản sự nhàn tản ở một nơi vắng vẻ nào đó sau này cứ chậm rãi cố gắng nào nghĩ tới vừa trở về đã kinh động tới tam đại tổ tông cùng nhau xuất quan lệ hùng đồ tuy tâm tính trầm ổn nhưng cũng có chút kinh hãi chẳng qua có một điểm khiến cho lệ hùng đồ rất không thích đó chính là tất cả bao gồm cả gia chủ thậm chí là mấy vị lão tổ tông đều có cái gì đó không đúng không phải thân thiết cũng không phải bất hòa lại càng không phải bài xích mà là có một loại cố ý thân cận hơn nữa có một số người còn lộ ra vẻ cẩn thận lệ hùng đồ nghĩ mãi cũng không ra đây là chuyện gì ta chẳng phải chỉ là một tên tiểu tử nhà tan cửa nát mới từ trung tam thiên bò lên sao? Các ngươi giờ một đầu ngón tay cũng có thể giết chết a, à, vì sao còn phải làm như vậy? Hơn nữa, thường xuyên có người hỏi mình một số chuyện khó hiểu, nhưng hầu hết đều có chung một điểm, bọn họ đều đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với bằng hữu của mình. Lệ Hùng đồ buồn bực vô cùng, qua nhiều năm như vậy, mình vẫn chỉ say mê võ học, ngoại trừ khâm phục cố độc hành cùng đồng vô thương, có một số bằng hữu chi kỷ ra, làm gì còn bằng hữu nào, sau này bị hỏi tới nhiều quá, lệ hùng đồ cũng chẳng phải loại người bụng ra ngoằn nghèo trực tiếp nói thẳng ta không có bằng hữu gì lại càng không có huynh đệ sinh tử nào biết lời vừa nói ra thái độ mọi người lại càng ám muội thậm chí còn liên tục gật đầu đúng đúng nhất định là vậy ta cũng hiểu được mà ngươi không có bằng hữu không có huynh đệ ha 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 nhất định là vậy lệ hùng đồ hoàn toàn mê muội rồi hỏi vì sao bọn hắn lại hỏi như vậy cả đám lại không chịu nói chỉ mỉm cười nhìn mình ý vị vô cùng điều kỳ quái nhất chính là có một vị lão tổ tông nhìn thấy mình xong nói không hổ là tư chất quả thật không tệ không hổ là cái gì lệ hùng đồ nghĩ tới rách ra đầu cũng không ra sau đó ngẫu nhiên nghe được người khác đàm luận về mình nhưng cũng rất vụn vặt tiểu tử lệ hùng đồ này thật khổ hổ là ha ha tâm cơ thật sâu nhìn bộ dạng ngây ngô đó không biết còn tưởng là thật đó ha ha lệ hùng đồ nhíu mày suy tư thật lâu nhưng cũng càng lúc càng hồ đồ sau đó tất cả mọi người đều thúc giục mình luyện công, tận hết sức lực, về phần công pháp, tài nguyên thì cần cái gì cũng có. Lệ Hùng Đồ âm thầm quan sát, phát hiện đệ tử trực hệ gia tộc, bình thường mỗi người một tháng chỉ được 30 khối tử tinh mà mắc. Đây đã là những con số trên trời rồi. Ngay cả Lệ Bạt Thiên cũng chỉ được 50 khối. Gia tộc đệ nhất công tử Lệ Tuyệt, mỗi tháng cũng chỉ 80 khối. Còn mình, lại cực kỳ khủng bố 200 khối. So với Lệ Tuyệt, không ngờ còn nhiều hơn gấp 2, 5 lần. Hơn nữa, không ngờ còn không có ai dị nghị, càng không có ai không phục. Mà lệ tuyệt được xưng tụng là đệ nhất nhân trong đám đệ tử trẻ tuổi, khi nhìn thấy lão tổ. Tông cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối diện với cùng thế hệ không bao giờ thay đổi sắc mặt, nhưng chỉ cần nhìn thấy mình, lại lộ ra vẻ tươi cười chào đón. Nhìn không ra bao nhiêu nhiệt tình, nhưng tuyệt đối không có bất cứ định ý nào, còn có một loại hảo ý thân thiện nhàn nhạt, nhạt nữa. Lệ hùng đồ càng quan sát càng thấy sợ hãi, đây, đây rốt cuộc là chuyện gì, vì thế hắn đã bắt đầu cuộc sống trên thượng tam thiên này bằng những ngày buồn bực như vậy không thể không nói tư chất lệ hùng đồ đích xác siêu phàm có gia tộc khổng lồ sau lưng toàn lực trợ giúp một khi tĩnh tâm tu luyện công lực tu vi lập tức tăng mạnh mà tu vi của hắn càng tiến nhanh tất cả mọi người lại càng tươi cười vui vẻ không hề có cảm giác kinh ngạc bình thường tới hoàng tọa rồi ba năm đột phá một phẩm coi như là mau nếu như trong vòng một năm đột phá một phẩm thì đó chính là thiên tài tuyệt đối khiến cho mọi người kinh sợ nhưng trong cơ thể lệ hùng đồ lại có một cỗ lực lượng khó hiểu nửa tháng tăng lên một phẩm tu vi tuyệt đối đã là chuyện kinh thế hãi tục nhưng các tiền bối của lệ thị gia tộc không ngờ đều có bộ dáng coi đó là chuyện đương nhiên điều này lại càng khiến lệ hùng đồ khó hiểu rồi đây là chuyện gì vậy nghẹn chết ta bất quá trong thời gian gần đây người tìm hắn nói chuyện phiếm ít hẳn đi hơn nữa ai nấy đều có thần sắc trầm trọng vội vã tựa hồ đang xảy ra đại sự gì loáng thoáng nghe nói va chạm giữa các đại gia tộc và lệ gia đã dần dần tăng lên lệ hùng đồ hỏi tất cả mọi người đều chỉ cười nói mình không cần lo lắng ngươi tuyệt đối không sao cả ta phúc ta lo lắng cái gì à ta có thể có chuyện gì chứ ra cát thế gia đệ ngũ tiểu viện đệ ngũ khinh nhu đang ngồi trong lương đình giữa sân trong tay cầm một quyển sách thần sắc vô cùng nhàn nhã trước mặt đặt một tách trà thơm hương trà bay nghi ngút gió nhẹ thổi qua Dừng trúc lay động, rung động xào sạc, không gian thanh tịnh, tươi mắt vô cùng. Một người vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn. Thật lâu sau, đệ ngũ khinh nhu tựa hồ vẫn không hề phát giác, ngưng thần đọc sách, mỉm cười nhàn nhạt. Người nọ rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn, nói, tự tại nhỉ. Đệ ngũ khinh nhu quay lại, mỉm cười, thì ra là thất ca. Người tới chính là lão thất trong đám người lứa thứ hai đương đại của gia cát gia tộc. Gia cát vân vụ, cũng là một người tính cách tương hợp ăn ý với đệ ngũ khinh nhu nhất trong gia cát gia tộc. Kỳ thật, chỉ cần một câu hợp ý với đệ ngũ khinh nhu thôi cũng có thể nhìn ra được, gia cát vân vụ này tuyệt đối không phải là người đơn giản. Nếu như là hạng người thô lỗ, đệ ngũ khinh nhu há lại có thể hợp ý với hắn. Khinh nhu, cửu đại gia tộc hiện giờ đã không ngừng va chạm. Mắt thấy họa chiến tranh sắp lan tràn khắp cửu trọng thiên rồi. Vậy mà ngươi vẫn còn tiêu diêu tự tại ở đây. Gia Cát Vân Vụ một thân bố y, vẻ mặt không màng danh lợi, môi mỉm cười, hai mắt hẹp dài, trường nghi nhập tấn mặt trắng không dâu giống như một người siêu phàm thoát tục căn bản không để việc nhân gian vào trong lòng nhập tấn chạm tóc mai ngay cả khi hắn nói tới thế cục cửu trọng thiên cũng vân đạm phong khinh giống như gió nhẹ thoảng qua vậy cho dù chiến họa có lan khắp cửu trọng thiên nhưng gia cát gia tộc chỉ cần có thất ca tuyệt đối không cần phải lo lắng đệ ngũ khinh nhu khẽ cười nói bất quá lần này thất ca tới đây nhất định là có chuyện khinh nhu rửa tai lắng nghe ừm, không sai thất ca đúng là vô sự không leo tam bảo điện. Nếu như đã tìm tới cái túi khôn như ngươi, đương nhiên là có sự tình không thể quyết định. Gia Cát Vân Vũ khẽ cười. Thỉnh thất ca cho biết. Đệ ngũ khinh nhu rốt cuộc cũng khép quyển sách trong tay lại, ngừng đầu nhìn Gia Cát Vân Vũ. Nói thẳng nhé, khinh nhu, ta biết bản lĩnh của ngươi, cho nên tới đây là để hỏi ngươi một đáp án. Gia Cát Vân Vũ trực tiếp nói. Đáp án, đệ ngũ khinh nhu tự hồ còn chưa hiểu đối phương muốn hỏi cái gì, Gia Cát Vân Vụ ngồi xuống trước mặt hắn, chậm rãi nói, hiện giờ gia tộc đang tính toán, từng bước gia tăng áp lực lên lệ thị gia tộc. Muốn gây ra xung đột. Đệ ngũ Khinh Nhu chỉ ồ một tiếng nhàn nhạt. Gia Cát Vân Vụ hít một hơi, nói, Khinh Nhu, người cũng biết, đây là vì. Cửu kiếp kiếm chủ, đệ ngũ Khinh Nhu nhíu mày, không nói gì. Gia Cát Vân Vụ nhìn đệ ngũ Khinh Nhu nhíu mày, trong mắt chợt lóe sáng, trầm mặc nói, lệ thị gia tộc, gần đây tiếp nhận lệ hùng đồ tới thượng tam thiên, khinh nhu, ngươi này, ngươi thấy sao? Gia Cát Vân Vụ hai mắt như sao, dừng lại trên khuôn mặt đệ ngũ khinh nhu, nói, lệ hùng đồ năm nay 24 tuổi, là người của Trung Tam Thiên, tuổi nhỏ tư chất xuất chúng, 3 tuổi đã có căn cơ, 5 tuổi đột phá võ sĩ, 9 tuổi đột phá võ sư, 13 tuổi đạt tới võ tông, 17 tuổi đột phá võ tôn, 19 tuổi đạt tới vương tọa, 23 tuổi, vương tọa tứ phẩm. Nhưng trước khi tới Thượng Tam Thiên, trong một trận chiến vong mệnh hồ, hắn 24 tuổi, lại là hoàng tọa nhị phẩm đỉnh phong. Hơn nữa, chiến lực có thể đánh bại hoàng tọa tứ phẩm bình thường. Thậm chí có thể khiêu chiến hoàng tọa ngũ phẩm. Đệ ngũ khinh nhu ừ một tiếng, nói, ý ngươi là, trong vòng một năm, hoặc là chưa tới một năm thời gian, hắn đã từ vương tọa tứ phẩm nhảy vọt lên hoàng tọa nhị phẩm đỉnh phong. Chuyện này khả nghi. Gia Cát Vân Vụ gật đầu, nhìn hắn, im lặng một hồi, tựa hồ để thời gian cho đối phương tự hỏi. Sau đó mới nói, gần đây truyền ra tin tức, Lệ Hùng đồ tới Thượng Tam Thiên không quá nửa tháng thời gian, đã tăng lên tới Hoàng tọa tam phẩm, trung cấp. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ động mí mắt, có chuyện này. Gia Cát Vân Vũ cười ảm đạm, tốc độ này, quá nhanh a. À. Đệ Ngũ Khinh Nhu không nói gì, chìm vào trầm tư. Còn nữa, ngay trước khi lên Thượng Tam Thiên, có người tặng hắn một viên đan dược. Khi đó thương thế của hắn rất nặng, nhưng sau khi sử dụng, lại lập tức khôi phục hoàn toàn. Gia Cát Vân Vũ nhấn mạnh ngữ khí, hơn nữa, một chiêu của người đó chính là đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương. Một viên đan dược, ngoài trừ cửu trọng đan ra, trong thiên hạ không có bất cứ thuốc nào có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Khi Gia Cát Vân Vụ nói tới ba chữ cửu trọng đan, rõ ràng lại tăng thêm ngữ khí, hơn nữa trong thanh âm còn có một chút kích động. Đệ ngũ khinh nhu mỉm cười nhàn nhạt, chẳng nói đúng sao. Lúc ấy, người của cửu đại thế gia cùng chấp pháp giả đi cùng với nhau, giám sát lẫn nhau, gần như không hề tách ra. Người nọ tự hồ vẫn không tìm được cơ hội, cho nên, tại thời điểm tiến vào thượng tam thiên, mới mạo hiểm tặng thuốc, giao thủ một chiêu, lập tức viễn độn vô cung vô ảnh, ngay cả chấp pháp giả cũng không đuổi kịp. Gia Cát Vân Vụ nhẹ giọng nói, chuyện này, duy chỉ có một điểm đáng ngờ. Đó chính là dị tượng xuất hiện trên bầu trời. Nếu người nọ thật sự là cửu kiếp kiếm chủ, lẽ ra phải xuất hiện ở nơi xảy ra dị tượng, chứ không phải là đi tặng thuốc. Nhưng, theo những người trở về miêu tả, uy thế một chiêu kia và thủ đoạn biến hóa, mấy vị lão tổ tông trong tộc đều nhất trí nhận định, chính là kiếm pháp của cửu kiếp kiếm chủ, chiêu thức sắc bén nhất đổ tận thiên hạ hữu hà phương. Hơn nữa, tuyệt đối không sai. Chương 824, nghi hoặc của đệ ngũ khinh nhu. Đệ ngũ khinh nhu lấy tay dây dây mi tâm, ánh mắt ngưng lại ở trên cuốn sách, trầm ngâm không nói gì. Gia Cát Vân Vũ nói, cho nên, việc này rất khó phân biệt. Hiện tại các đại gia tộc bề ngoài thì sóng êm gió lặng, nhưng kỳ thật mỗi gia tộc, mấy ngày nay đều đang thương luyện chuyện này. Gia Cát Vân Vũ lặng lặng nhìn đệ ngũ khinh nhu nói, Khinh Nhu, theo ngươi xem, người kia có phải là Cửu Kiếp kiếm chủ hay không?" Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn trầm mặc, Gia Cát Vân Vũ cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng chờ đợi. Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc cũng cười khổ một tiếng, nói, "Ngươi không phải đang làm khó ta sao?" Gia Cát Vân Vũ hừ một tiếng, nói, "Không làm khó dễ ngươi, ngươi sẽ nói sao?" Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu thở dài, rốt cuộc nói, "Người này, đến thời khắc cuối cùng mới hiện thân, chứng tỏ đã truy tung mấy ngày mà vẫn không tìm được cơ hội." quan trọng chính là điểm này. Đã truy tung được mấy ngày, hai mắt ra cát vân vụ sáng lên, nói, không sai. Đệ ngũ khinh nhu trầm tư, nói, trong mấy ngày này, hắn tuyệt đối không thể trở về. Cho nên, thiên địa dị tượng này, tuyệt đối không phải do hắn tạo ra. Gia Cát Vân Vụ vỗ tay một cái, nói, không sai. Vậy người này, tuyệt đối không phải là cửu kiếp kiếm chủ. Đệ ngũ khinh nhu ánh mắt có chút phức tạp, khi nói cũng có chút gian nan, tựa hồ không tình nguyện đưa ra suy đoán như vậy. Ừm, Gia Cát Vân Vũ cúi đầu, nhíu mày trầm tư. Nhưng cửu trọng đan này lại nhất định là thật. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẳng định nói. "Hả?" Gia Cát Vân Vũ ngẩng đầu, ngưng thần. "Cho nên, người đưa thuốc tới, tuy không phải là cửu kiếp kiếm chủ, nhưng cũng phải là một trong cửu kiếp, mà hắn đi đưa thuốc cũng là bởi vì được." Cửu kiếp kiếm chủ ủy thác, thanh âm Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. "Có đạo lý." Gia Cát Vân Vũ gật đầu thật sâu, hỏi, "Vậy lệ hùng đồ Gia Cát Vân Vụ lặng lặng nhìn đệ ngũ Khinh Nhu, ừ. nói, Khinh Nhu, nếu như triển khai va chạm với lệ gia, tất cả phương diện đều là ta phụ trách. Nói cách khác, một khi va chạm, chiến hỏa Gia Cát Thế Gia sẽ do ta quyết định. Ta muốn ngươi giúp ta phán đoán một chút. Lệ hùng đồ này, liệu có khả năng là một trong cửu kiếp hay không? Ánh mắt đệ ngũ Khinh Nhu thâm thúy ra vào, tựa như một hàn đàm sâu thẳm, nhìn không ra sâu cạn, nhẹ giọng nói, lệ hùng đồ, lệ hùng đồ. Theo tốc độ tấn cấp từ thiên tư thiên phú, từ cửu trọng đan từ tặng thuốc các phương diện này mà xem tựa hồ cũng có thể là một trong cửu kiếp các ngươi nghĩ như vậy kỳ thật cũng không sai ra các vân vụ có chút trầm mặc hỏi là sao đệ ngũ khinh nhu nói tiếp bất quá nếu thật sự là một trong cửu kiếp điểm đáng ngờ lại có rất nhiều ngay trước khi cửu trọng thiên phong bế thông đạo tất cả những người ra vào cuối cùng trên cơ bản đều được ghi lại giành mạch vậy cửu kiếp kiếm chủ nhất định vẫn đang ở trung tam thiên mà theo điển tịch từ xưa ghi lại cửu kiếp kiếm chủ trước khi lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ sáu thì không thể nào có được quyền lợi thông hành cửu trọng thiên nếu lệ hùng đồ thật sự là một trong cửu kiếp vậy vì sao hắn lại khiến lệ hùng đồ bộc lộ đệ ngũ khinh nhu nói lệ hùng đồ tuy là đệ nhất thiên tài thiên hạ nhưng hắn hiện tại vẫn quá nhỏ yếu gia cát vân vụ trầm mặc không nói vừa rồi khi hắn nghe đệ ngũ khinh nhu nói lệ hùng đồ có thể là một trong cửu kiếp hắn vẫn cảm giác có chút không thoải mái cho rằng đệ ngũ khinh nhu có chút qua loa lấy lệ nhưng hiện tại đệ ngũ khinh nhu đưa ra nghi vấn gia cát vân vụ lại có chút không phục nhịn không được nói khinh nhu điểm này ngươi suy nghĩ có chút phiến diện rồi phiến diện đệ ngũ khinh nhu nhíu mày nhìn hắn ngươi nên biết cử kiếp của cử kiếp kiếm chủ đều phải ở trong chiến đấu mới có thể trưởng thành nhanh hơn cho nên lệ hùng đồ bộc lộ cũng có vô số chỗ tốt nếu như ta là cử kiếp kiếm chủ ta cũng sẽ bộc lộ ra lệ hùng đồ gia cát vân vụ nói đệ ngũ khinh nhu mỉm cười, vô số chỗ tốt. Thất ca, bản thân ta lại muốn nghe vô số chỗ tốt của ngươi là cái gì? Thứ nhất, rèn luyện lệ hùng đồ, khiến cho hắn mau chóng gia tăng tu vi, một mình đảm đương một phương. Thứ hai, sở dĩ bộc lộ lệ hùng đồ, cũng là đã cân nhắc tới lệ gia. Lệ gia tài lực hùng hậu, chính là một trong cửu đại gia tộc chúa tể, hoàn toàn có thể bảo hộ lệ hùng đồ. Hơn nữa, chỉ cần bảo vệ lệ hùng đồ, sau này, lệ gia lại có thể tiếp tục kéo dài một vạn năm huy hoàng điểm này đấm tiền bối của lệ thị gia tộc có nằm mơ cũng muốn cho nên bọn họ cho dù có liều mạng cũng quyết không để lệ hùng đồ gặp chuyện không may đâu gia cát vân vụ giơ ba đầu ngón tay lên mà chúng ta biết nhiệm vụ mỗi một đời cửu kiếp kiếm chủ kỳ thật đều là lật đổ cửu trọng thiên lật đổ cửu đại gia tộc hiện tại nếu như muốn lật đổ thì phải làm cho loạn thật lớn mà lúc này bộc lộ ra lệ hùng đồ chẳng khác nào khiến cửu đại gia tộc trở thành kẻ địch trong nháy mắt mà lệ thị gia tộc cũng lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Loạn lạc, trong lơ đãng đã bắt đầu rồi. Bất kể thắng bại thế nào, nhưng sau một hồi đại chiến, thế lực cửu đại gia tộc, mỗi nhà ít nhất cũng phải hào tổn hai thành, thậm chí còn nhiều hơn. Mà cửu kiếp kiếm chủ, lại có thể lợi dụng thời cơ này, thong dong phát triển bản thân. Hơn nữa, diệu dụng lớn nhất chính là cửu trọng thiên phong bế. Tuy chúng ta hiện giờ đã biết cửu kiếp kiếm chủ đang ở trung tâm thiên, nhưng lại không có ai xuống được, cho nên tất cả phẫn nộ mâu thuẫn đều sẽ tập trung hết lên người Lệ Hùng Đồ, cũng chính là Lệ gia. Lệ gia không sợ hy sinh, cho dù Lệ gia chết hết rồi, chỉ cần Lệ Hùng Đồ một trong cửu kiếp này còn sống, cuối cùng vẫn sẽ có cơ hội quật khởi. Nếu thật sự phải trả cái giá lớn như vậy, Lệ gia sau này tuyệt đối sẽ là đệ nhất gia tộc cửu trọng thiên, tương đương với bồi thường của cửu kiếp kiếm chủ dành cho Dạ gia hiện tại. Nhưng nếu mấy nhà chúng ta tổn thất lớn thì lại chỉ có thể chậm rãi suy nhược, thẳng cho đến khi cái thế giới này bị hủy diệt. Gia Cát Vân Vụ nói một hơi tới đây, cuối cùng chốt lại, cho nên ta cho rằng, nếu như Lệ Hùng Đồ là một trong cửu kiếp, sau khi hắn lộ tẩy, đối với cửu kiếp kiếm chủ mà nói, trăm cái lợi mà không có một cái hại. Nếu như có thì cũng chỉ có một cái hại. Đó chính là vạn nhất Lệ Hùng Đồ chết, để Ngũ Khinh Nhu trầm mặc không nói. Gia Cát Vân Vụ nhẹ giọng nói, còn một điều, có lẽ ngươi không phát hiện, hoặc cũng có thể là ngươi phát hiện nhưng không thèm để ý, đó chính là Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đều tâm ngoan thủ lạt gần như không từ thủ đoạn. Nếu như bây giờ ném lệ hùng đồ vào chỗ nước sôi lửa bỏng, gây ra náo loạn, đối với người bình thường, có lẽ còn cảm thấy tàn nhẫn. Nhưng đối với cửu kiếp kiếm chủ mà nói, lại vô cùng bình thường. Đệ ngũ khinh nhu bất đắc dĩ mỉm cười, nếu thất ca đã nhận định lệ hùng đồ chính, là một trong cửu kiếp. Vậy còn hỏi ta làm gì? Gia Cát Vân Vụ ngẩn ra, lúc này hắn mới phát hiện ra, trong tiềm thức, mình đã sớm coi lệ hùng đồ là một trong cửu kiếp rồi. Gia Cát Vân Vụ sợ run một hồi, Nói, nói cách khác, ngươi vẫn kiên trì cho rằng, lệ hùng đồ không phải là một trong cửu kiếp. Đệ ngũ khinh nhu hít một hơi nói, ta không nói như vậy, nhưng ta càng không cho là hắn. Gia Cát Vân vụ trầm mặc hồi lâu, rồi nói, ta sẽ cân nhắc thật kỹ. Sau đó vươn vai đứng dậy, nói, khinh nhu, ngươi vẫn kiên trì không ra sao. Chúng ta cùng lệ ra một nam một bắc, nếu như lần này ta ra ngoài chủ sự, chỉ sợ chúng ta sẽ không được gặp mặt nhiều năm. Không bằng ngươi đi theo ta thôi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đệ ngũ khinh nhu lắc đầu cười nhạt gia cát vân vụ thở dài một tiếng nói một khi đã vậy ta đi đây ánh mắt đệ ngũ khinh nhu chợt lóe lên nói thất ca ta nói cái gì kỳ thật ngươi cũng không nghe bất quá trước khi đi ta tặng ngươi một câu câu gì gia cát vân vụ hỏi đệ ngũ khinh nhu trầm tư một chút nói đừng tự tay giết người của lệ gia lưu lại một đường sống cho chính ngươi gia cát vân vụ đứng cúi đầu lập lại những lời này một lần cuối cùng vỗ vỗ bả vai đệ ngũ khinh nhu, trầm giọng nói, ngươi sợ ta bị cửu kiếp kiếm chủ trả thù sao? Ha ha, ngươi yên tâm, những lời này ta sẽ ghi nhớ. Sau đó ra cát vân vụ nhìn đệ ngũ khinh nhu thật sâu một cái, thân hình chợt lóe lên một cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngươi chỉ nói nhớ kỹ, nhưng không nói nhất định làm theo. Vẻ mặt đệ ngũ khinh nhu mất mát, ánh mắt có chút buồn bã, thất ca. Người tay nắm quyền lớn nhiều năm như vậy, bách chiến bách thắng, đã quá tự tin rồi. Thì thật có một số thời điểm, cũng không nên quá tự tin. Tự tin và tự ngạo tự phụ, chỉ khác nhau một chữ mà thôi. Đệ ngũ khinh nhu ta, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như vậy. Hắn cầm lấy cuốn sách trên bàn, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào phòng mình, thẳng cho tới trước bàn sách, nhìn tấm bản đồ treo trên tường. Đệ ngũ khinh nhu mới dừng lại, ngửa đầu lặng lặng nhìn một hồi. Thấp giọng quả quyết, nói, đó không phải là cửu kiếp kiếm chủ. Lệ hùng đồ cũng tuyệt đối không phải phải là một trong cửu kiếp. Nhưng đây, chính là thủ đoạn của cửu kiếp kiếm chủ để đào loạn cửu trọng thiên. Nhưng gia cát gia tộc đã trúng kế rồi. Vẻ mặt đệ ngũ khinh nhu không biết là hỉ hay lo, thật lâu sau hắn mới cười lạnh một tiếng, nếu như ngay cả gia cát gia tộc cũng trúng kế, vậy những thế gia khác, chắc chắn đã sớm động thân rồi. Cửu kiếp kiếm chủ đã bắt đầu thỏ tay vào thượng tam thiên rồi. Hơn nữa, căn bản không có bất cứ thời gian giảm sóc nào, trực tiếp nhằm vào cửu đại thế gia. Hơn nữa, vừa nhấc tay một cái, đã phân hóa thành công lệ gia bị bát đại thế gia còn lại bài trừ ra bên ngoài, hơn nữa còn khiến bọn hắn vui mừng dương dương đắc ý. Cửu kiếp kiếm chủ, thủ đoạn như vậy thật khiến ta nhìn mà kinh hãi. Rõ ràng trăm ngàn sơ hở, nhưng lại lợi dụng được lòng người. Khiến người biết rõ chuyện này khả nghi, nhưng vẫn không nhịn được phải đi dò xét. Ha ha, đều nghĩ rằng chỉ cần thử một chút cũng không có chuyện gì, không xảy ra đại sự. Nhưng lệ gia lại tự cho rằng có một trong cửu kiếp, hiện tại đã là chim sợ cành cong, càng coi bát đại thế gia là địch nhân, vậy bọn họ còn nương tay sao một khi lệ ra phản ứng kịch liệt tất sẽ càng khiến các đại thế gia nghi thần nghi quỷ chứng thực suy đoán sau này lại càng không thể dự đoán càng ngày càng loạn huống chi còn có bàn tay mơ hồi đứng phía sau thao túng tuyệt sẽ không cho các đại thế gia dừng lại dễ dàng lẩm bẩm nói xong nhưng hai hàng lông mày của đệ ngũ khinh nhu lại nhíu chặt hơn thậm chí tim còn đập loạn nhịp nói nhưng thủ đoạn này lại khiến ta cảm thấy phi thường xa lạ thủ đoạn này mặc dù hữu hiệu nhưng tàn nhẫn, hơn nữa rất trực tiếp. Nếu như là hắn, hắn sẽ không trực tiếp như vậy, mà hẳn sẽ có một thủ đoạn xảo diệu khác, khiến cho mọi người thoạt nhìn giống như là trùng hợp, mà thủ đoạn này lại có rất nhiều khả năng sai lệch, sơ hở cũng nhiều, rồi lại lợi dụng nhân tính, khiến cho người ta không thể không rơi vào cạm bẫy. Thủ đoạn như vậy so với hắn cao hơn một bậc, cho nên hẳn không phải là tác phẩm của hắn. Nhưng đây tuyệt đối là thủ đoạn của Cửu Kiếp kiếm chủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chương 825, vì sao luyện đao? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, nếu người này và hắn không phải là một, vậy trên thế gian này, ta không chỉ có một đối thủ xứng tầm rồi. Hơn nữa, thủ đoạn vu hồi của đối thủ tuy xảo diệu, nhưng âm mưu trực tiếp lại càng thêm đáng sợ, khiến ta cảm nhận được uy hiếp và sợ hãi. Rốt cuộc là có đúng hay không? Đệ Ngũ Khinh Nhu trăm câu hỏi không có lời giải. Hắn đứng phía trước tấm bản đồ, không ngờ cứ như vậy ngơ ngẩn cho tới trưa. Căn tiểu viện hắn đang ở này thuộc về Đệ Ngũ gia tộc. Bề ngoài, Đệ Ngũ gia tộc phụ thuộc vào Gia Cát gia tộc. Bao nhiêu năm rồi, trong vòng 100 năm trở lại đây, mới đoạt được một vùng lãnh địa nho nhỏ. Mà vì Đệ Ngũ Khinh Nhu thuộc dòng chính của Đệ Ngũ gia tộc, cho nên mới có được một căn tiểu viện này. Nhưng khác với người bình thường, trong căn tiểu viện này lại không có bất cứ một người hầu nào. Thị nữ thư đồng, hết thảy đều không có. Nơi này hoàn toàn chỉ thuộc về một mình Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu không thể tin được bất luận kẻ nào, cho nên tuy hắn đứng ngơ ngẩn tới chưa nhưng cũng không có bất cứ kẻ nào quấy dày thật lâu sau hắn mới dùng mình bừng tỉnh khẽ nói việc này mặc gì không thể giải bất quá chắc chắn là có nguyên nhân chỉ là ta nhất thời không nghĩ ra mà thôi tất cả mọi người đều cho rằng cửu kiếp kiếm chủ đang ở trung tam thiên còn chưa lên thượng tam thiên cho nên mọi người hiện tại cũng không chân chính phòng bị xâm nghiêm đệ ngũ khinh nhu khẽ cười cười lui lại phía sau mấy bước giơ ngón tay lên nhẹ nhàng chỉ phương hướng đông nam bản đồ, ánh mắt ngưng trọng mà ý vị thâm trường. Địa bàn tiêu ra, Sở gia, chính chỗ này. Sở gia chỉ là một tiểu gia tộc. Để Ngũ Khinh Nhu ngưng thần nhìn vào địa đồ, ở đó mà một vùng đất bé bằng hạt gạo, lẩm bẩm nói, Bình xa Lĩnh. Để Ngũ Khinh Nhu lẳng lặng nhìn vùng đất bé bằng hạt gạo này, ánh mắt có chút kỳ quái. Thật lâu sau, vẫn lẩm bẩm, trước khi đường vào Cửu Trọng Thiên đóng lại, nhóm người cuối cùng tiến vào, chính là đại thiếu gia Sở gia mang theo nhi tử, nghe nói con của hắn đã mất tích nhiều năm, lần này rốt cuộc cũng tìm lại được, hắn nghiêng nghiêng đầu, thoáng bật cười, lẩm bẩm, nghe nói nhi tử vị đại thiếu gia Sở gia này có tên là Sở Dương, thật quá thú vị rồi, thần sắc hắn càng lúc càng trở nên mê hoặc, dựa theo thiên địa dị tượng, khi đó Cửu Kiếp kiếm chủ vẫn đang lĩnh ngộ cửu kiếp, dẫn phát dị tượng, mà nơi đó lại cách thông đạo tiến vào Thượng Tam Thiên rất xa, nếu như hắn đang tìm hiểu cửu kiếp thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trước mặt mọi người. Mà đại thiếu gia sở gia tình nhi tử, cũng không thể đột nhiên tóm lấy một người, nhận đó là nhi tử mình, sau đó lập tức trở về thượng tam thiên. Thời gian rõ ràng không kịp, nếu như cửu kiếp kiếm chủ ở trung tam thiên, sở dương ở thượng tam thiên, đệ ngũ khinh nhu khẽ rên rỉ một tiếng, cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Đây là chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cửu đại gia tộc chưa bao giờ để những tiểu gia tộc trong phạm vi thế lực của mình vào trong mắt trong mắt những người đứng đầu cửu đại gia tộc những tiểu gia tộc này thực sự không cần thiết phải coi trọng cửu đại gia tộc không để vào mắt chấp pháp giả đương nhiên lại càng không thèm đặt trong lòng cho nên ngay cả bản ghi ghép thông hành cuối cùng trước khi cửu trọng thiên phong bế chấp pháp giả trừ ghi chép kỹ lưỡng những người của cửu đại gia tộc trở về đối với việc sở phi lăng dẫn nhi tử trở về cũng không ghi quá tỉ mỉ chỉ ghi rằng sở ra sở phi lăng cùng thê tử dẫn nhi tử trở về chỉ có một câu như vậy mọi người sau khi xem qua đều quên luôn. Chỉ có đệ ngũ khinh nhu, sau khi phát hiện tin tức này, lập tức bị chữ sở nhạy cảm này tác động, đặc biệt bí mật điều tra một phen. Sau đó phát hiện, dẫn nhi tử trở về, lại chính là dẫn nhi tử mất tích 18 năm trước trở về. Sau đó đệ ngũ khinh nhu lại hỏi thăm, rốt cuộc mới biết được, hậu nhân thất lạc mà sở ra tìm được, tên là sở dương. Khi nhìn thấy hai chữ sở dương, đệ ngũ khinh nhu rõ ràng còn nhớ rõ, chén trà trong tay mình lúc đó đã rơi xuống đất, vỡ tan. Lúc đó khiếp sợ, không thể nói nên lời. Sau đó, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền đem chuyện này chôn chặt trong lòng mình. Thậm chí, trong lòng còn có chút hưng phấn. Chẳng lẽ, hy vọng của Đệ Ngũ gia tộc đã chân chính bắt đầu, nhưng tin tức cửu kiếp kiếm chủ bị phong tỏa bên dưới, lại một lần nữa khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu mê hoặc. Có nên đi một chuyến hay không? Đệ Ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu, nhìn về phía mặt địa gia cát gia tộc, nghĩ tới ở đó vẫn còn một chuyện cực kỳ trọng yếu chờ đợi mình kéo dài lâu như vậy rồi hưng vẫn còn chưa có kết quả không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói chờ chuyện này chấm dứt ta phải đích thân đi đông nam một chuyến ở một nơi khác cũng có hai người buồn bực gãi đầu gãi tai đồng vô thương nhuế bất thông hai người đi theo chấp pháp giả tiến vào thượng tam thiên đã được hơn nửa tháng rồi chấp pháp giả cũng không hề nuốt lời quả thật có giới thiệu cho đồng vô thương một vị lão sư đao thánh nhưng vì đao thánh lão sư này vừa gặp mặt đồng vô thương xong liền lập tức bế quan nguyên nhân là vì sau khi hắn và đồng vô thương gặp mặt đã từng nói chuyện mấy câu lần nói chuyện này vốn là để đao thánh đại nhân khảo nghiệm đồng vô thương nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của người ta đao thánh ngươi vì sao lại luyện đao đồng vô thương bởi vì ta thích đao đao thánh trầm mặc đồng vô thương im lặng đao thánh đao ở nơi nào đồng vô thương đao ở trong tay không ở trong lòng không trong lòng không đao làm sao luyện đao trong lòng có đao đao chủ tâm trong tay có đao mới là người chủ đao cuộc đối thoại tới đây là chấm dứt bởi vì tiếp đó đao thánh đại nhân đã lâm vào trầm tư sau đó liền tuyên bố bế quan cũng có chút oán hận có chút tiếc hận có chút hối hận có chút buồn bã chỉ để lại một câu ta không xứng làm sự phụ hắn câu hỏi của đao thánh đại nhân kỳ thật chính là những lĩnh ngộ đao đạo vì sao luyện đao bất kể người nói vì thiên hạ vì muôn dân vì giết người vì thủ hộ đều phù hợp với lĩnh ngộ đao đạo của đao thánh đại nhân nhưng đồng vô thương là một người đơn giản chỉ dùng một câu bởi vì ta thích trả lời đúng vậy bất cứ lý do gì đều không bằng hai chữ ta thích nếu không thích cho dù ngươi có đánh chết ta cũng vô dụng cho nên câu trả lời đơn giản của đồng vô thương ngược lại lại là lĩnh ngộ phản bác quy chân nhất đao thánh không chỉ không đạt được mục đích mà ngược lại còn chẳng khác nào bị đối phương giáo huấn một trận tuy bản thân đồng vô thương cũng không có ý tứ như vậy nhưng đào thánh đại nhân lại rõ ràng cảm nhận được đối phương đang giáo huấn mình người đã sớm đi trệch khỏi phương hướng luyện đao ban đầu luyện đao không phải là vì giết người không phải là vì thủ hộ càng không phải là vì thiên hạ sinh linh bởi vì khi ngươi bắt đầu luyện đao mới chỉ có hai ba tuổi mà thôi hai tử hai ba tuổi biết cái gì là giết người thủ hộ thiên hạ sinh linh từ trong vô vàn vũ khí chọn đao chỉ là bởi vì ý thích theo bản năng mà thôi không hơn theo tuổi tác dần tăng Bản thân cũng đội thêm cho lựa chọn mình mấy cái quang hoàn rực rỡ. Nhưng khi người sử dụng những cái quang hoàn sặc sỡ, đẹp đẽ này, bất kể là cao thượng hay là không cao thượng, nhưng đều không hề ngoại lệ, người đã không còn chỉ đơn thuần vì thích mà luyện đao. Người đã dùng bỏ chính mình, bất kể người có trở nên vĩ đại thế nào, cho nên đao thánh lập tức trầm mặc. Kế tiếp, vốn định gỡ lại một ván, liền hỏi đao ở nơi nào. Đồng Vô Thương lại trả lời vô cùng đơn giản một câu, đao ở trong tay sau đó chậm rãi giải, giải thích đao thánh đại nhân đã trở thành nô lệ của đao rồi đao thánh đại nhân mất hết thể diện không còn chút mặt mũi nào nhưng đồng thời cũng được cảnh tỉnh lập tức bế quan chấp pháp giả kinh đồng vô thương cáo từ chấp pháp giả vốn không muốn để hắn đi nhưng vị đao thế mới bế quan không được bao lâu không ngờ cũng vì việc này mà hủy bỏ bế quan lộ diện biện hộ cho đồng vô thương thả cho đao hắn tự do đó mới là đao nếu cứ mạnh mẽ lưu hắn đao tất gãy đồng vô thương không bái sư phụ thành công nhưng lại có thêm một bằng hữu vong niên tuy vị bằng hữu vong niên này nói xong câu đó liền lập tức biến mất vì thế đồng vô thương mang theo nhuế bất thông mặc lệ nhi rời khỏi chấp pháp đường nhưng sau khi rời đi đồng vô thương lập tức nhận ra lựa chọn của mình có chút ngu ngốc rồi bởi vì ở thượng tam thiên vàng bạc căn bản không đáng tiền đáng giá là tinh thạch nhưng trong tay ba người thiếu nhất chính là thứ này mang theo bao nhiêu vàng bạc ngân phiếu kim phiếu nhưng lại phát hiện mình giống như không xu dính túi cái cảm giác này thật kỳ quái nhưng lúc này kế hoạch của mạc thiên cơ đã lộ ra tác dụng mạc thiên cơ há lại không biết tính cách đồng vô thương cho nên mới cố ý phối hợp cho đồng vô thương một trợ thủ nhuế bất thông nhuế bất thông bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy nhưng nhuế bất thông lại có một thân phận lấy lừng khác vị lục gia thiên binh các này chính là truyền nhân của thần thâu quỷ trộm thần thâu quỷ trộm nghĩa là gì cho nên nhuế bất thông thật sự có một kỹ thuật trộm đạo quỷ thần khó lường cho nên chỉ cần nhuế bất thông ở nơi này cho dù có nghèo rớt mùng tơi cũng không sao hết bởi vì rất nhanh sẽ có tiền thôi trên thực tế mạc thiên cơ để ba người này phối hợp là quyết sách lâm thời nhưng bây giờ cũng như thiên y vô phùng mới tới cái gì cũng không có làm sao giờ trộm thôi một khi có thành tựu đứng vững gót chân lại có một nhân tài nội chính xuất quần bạt tụy mặc lệ nhi nàng chính là hắc ma. Cả một tổ chức sát thủ khổng lồ, như vậy mà người ta còn có thể quản lý đâu ra đấy, một chút của cải của đồng vô thương ngươi, cứ trả lại cho ngài quản lý là được rồi. Một khi khai cương khoách thổ, bắt đầu phát triển, mặc lệ nhi biến hóa nhanh chóng, lại là nhân tài thống xa ái. Mà tài chính đại thần đương nhiên chính là nhuế bất thông không thể nghi ngờ. Ai có thể lấy đồ trong tay thần thâu quỷ trộm cơ chứ? Nhuế bất thông tham tài, keo kiệt bùn xỉn, nổi danh trong đám huynh dệ rồi, gần như tương đương với ngạo tả vân ngạo tả vân chính là keo kiệt trời sinh nhuế bất thông chính là bồi dưỡng hậu thiên mà ra cho nên có ba người này ở cùng với nhau nhiệm vụ duy nhất của đồng vô thương chính là cứ dồn sức mà đánh chỉ cần ngươi có thể tiến phía sau liền không ngừng mà còn có người chùi đít sạch sẽ cho ngươi bóng loáng nha ngươi có thể lập nên gia nghiệp lớn cỡ nào đã có người quản lý gia nghiệp cỡ đó cho ngươi cho nên ba người chỉ phiền muộn chưa tới nửa canh giờ nhuế bất thông đã đi dạo quanh một vòng sau khi trở về, trong lồng ngực đã có tới hai ba mươi khối lam tinh xanh ngắt, còn có trên dưới một trăm khối bạch tinh trắng như tuyết. Nhịn ba ngày, đồng tứ ra ngượng ngùng không dám bảo nhuế bất thông đi trộm tiếp. Kết quả là che mặt, mang theo huynh đệ cùng lão bà trực tiếp đi cướp bóc. Chương 826, Tứ Lục Tam Nhân Đường. Nơi đồng tứ giá cướp bóc rất có danh tiếng, là ở chấp pháp thành. Danh như nghĩa, chấp pháp thành, chính là nơi gần với tổng bộ chấp pháp giả nhất. Hơn nữa, ở nơi này còn có tới 70% gia quyến của chấp pháp giả. Đồng vô thương chọn lấy một đại hộ nhà cao cửa rộng mà lẻn vào, cuối cùng hắn vận khí tốt, không gặp phải con hàng nào cứng lắm, mất một phen công phu đã tra ra tàng bảo khố. Sau đó đến dọn dẹp sạch sẽ. Ngày hôm sau, toàn bộ chấp pháp thành long trời lở đất. Đồng vô thương rốt cuộc cũng biết được mình đã cướp bóc nhà ai, cũng phải hít một hơi lạnh. Không ngờ lại là gia quyến của một vị chấp pháp giả quân cấp. Chấp pháp thành từ khi tồn tại tới nay, còn chưa bao giờ phát sinh vụ án nào to gan lớn mật như vậy. Có thể nói, đây là tòa thành an toàn nhất trên dưới cửu trọng thiên. Bởi vì, phàm là người có đầu óc đều sẽ không làm như vậy. Làm vậy thì có khác gì trêu chọc chấp pháp giả toàn thiên hạ chứ? Ai lại ngu nhu ư vậy? Nhưng cũng chính vì vậy mà sự cảnh giác trong chấp pháp thành thấp hơn bình thường một chút. Chứ đừng nói tới, sau khi cướp bóc thành công đồng tứ gia còn ngang nhiên ôm một đống lớn tử tinh, mang theo lão bà huynh đệ dùng ngoạn chấp pháp thành một phen hưởng thụ một chút cảm giác làm người giàu có. Sau khi biết được ngọn nguồn, ba người đều bồn bất phụ thể. Bất quá, vô số chấp pháp giả đều tràn ra tìm kiếm bốn phương tám hướng ngoài thành, ba người may mắn lại tránh được một kiếp. Qua mấy ngày, mới dám chạy ra khỏi chấp pháp thành. Nhưng trong mấy ngày này, ba người cũng nghe được tin tức xảy trong khoảng thời gian này. Tất cả thông đạo của cửu trọng thiên, đều đã bị phong bế. Mà ngay cả trí tôn, cũng không thể thông hành. Điều này khiến ba người đều cảm thấy có chút không ổn. Đồng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông cực kỳ buồn bực. Bọn sở lão đại, Cố lão nhị không lên được. Ba người ở thượng tam thiên có khác gì một thân một mình chiến đấu. Cái này và tính toán lúc trước hoàn toàn không phù hợp. Thế là ba người cùng thở vắn than dài, bàng hoàng vô kế, bó tay bó chân. Làm sao giờ? Bọn họ không lên được, chúng ta cũng không thể xuống. Cái này thật sự là không xong rồi. Nhuế bất thông ngồi xổm trên một tảng đá, bộ dáng giống như một con khỉ đang đại tiện vậy. Làm sao bây giờ? ba người chúng ta lên đây là thân mang trọng trách chuyện gì cũng dựa vào lão đại lão nhị bây giờ bọn họ có thể giúp ngươi sao đồng vô thương tuy chẳng nghĩ ngợi gì nhưng rất bất mãn với bộ dáng nhuế bất thông hiện giờ nơi này đã có ta hai người này thiên tính tương khắc đồng vô thương trầm ổn nhuế bất thông nhanh nhẹn đồng vô thương khí thế ngút trời nhuế bất thông lại có chút mắt tặc mày cướp kỳ thật đồng vô thương trong lòng vô cùng muốn giáo huấn con khỉ này một chút bất quá nhuế bất thông cực kỳ tỉnh táo không bao giờ cho hắn tìm được cơ hội bây giờ ta dựa vào ngươi ngươi tính sao nhuế bất thông chớp chớp mắt ta nghe lời ngươi hết đấy đồng vô thương chừng mắt mọt hồi nói không ra lời bảo hắn đánh nhau còn được chứ bảo hắn chơi tâm kế đích thực không phải một nhân tài hai người mắt lớn mắt nhỏ chừng nhau nhuế bất thông bất cần vô đối dù sao ngươi cũng lớn hơn ta ngươi cứ quyết định là được rồi đồng vô thương thở phì phò càng nhìn càng thấy con hàng này không vừa mắt ngươi nghĩ biện pháp đi. Đồng vô thương ngang ngược nói, ta nghe ngươi hết mà, coi ngươi như ngựa đầu đàn. Nhuế bất thông vênh vênh mặt, ta nhìn chuẩn rồi, ngươi trong lòng buồn bực, muốn đánh ta một trận xả giận thôi. Ta há có thể mắc kế ngươi, ngươi muốn để ta nói, ta không nghĩ ra được, sau đó liền đánh ta. Ta cứ không nói đấy, cái gì như ngựa đầu đàn. Đồng vô thương trực tiếp bạo phát rồi, trực tiếp không nói lý. Thân hình tráng kiện đã nhào tới, quyền đá cước đá, ngươi dám mắng ta là ngựa, cái này cũng được. Nhuế bất thông trực tiếp bị đánh cho não ngắn lại rồi. Thông thông khoái khoái xả một bụng tức, đồng vô thương lập tức thần thanh khí sảng, khoái hoạt nói, hiện tại chúng ta nghĩ biện pháp, bước tiếp theo, nên làm gì bây giờ? Nhuế bất thông nằm trồng vó trên mặt đất, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, khóc không ra nước mắt. Ta muốn về, đổi kỷ mặc hay la khắc địch để hắn đánh đi. Không bằng, chúng ta đi làm huyết thủ. Mặc lệ nhi hứng chí bừng bừng đề nghị. Mặc lệ nhi xuất thân từ sát thủ gia tộc, sát thủ gia tộc cũng là giết người lấy thù lao. Huyết thủ cũng vậy, cũng có tính chất như nhau. Cho nên Mạc Lệ Nhi rất hưng phấn với đề nghị này. Khiến Mạc Lệ Nhi hưng phấn nhất chính là, đây là một tổ chức hợp pháp, lại có chấp pháp giả bảo hộ quyền lợi huyết thủ. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không có loại hành vi quỵt nợ như dưới trung tam thiên phát sinh. Điều này khiến Mạc Lệ Nhi cảm thấy, đây không phải là thiên đường sao. Huyết thủ, đồng vô thương nhíu tít mày, nói, cũng được, trung quy cũng có một chút chuyện để làm bất quá cho dù làm huyết thủ cũng phải làm cho hoành tráng tốt nhất là nên lập một cái tên đi cũng để bọn họ lúc lên đây dễ tìm một chút thuận tiện tạo cơ sở cho thiên binh các chúng ta được đặt tên là gì giờ nhuế bất thông chớp chớp mắt nói nếu không đặt tên là bất thông huyết thủ đường đi lăn Đồng vô thương nhướng mày si một tiếng khinh miệt nói còn không bằng đặt tên là vô thương huyết thủ đường nhuế bất thông lớn tiếng kháng nghị mặc lệ như ôm mặt không biết nói gì thật sự là buồn bực. Ở với hai con hàng này lâu như vậy mà hai người sở dương và mạc thiên cơ, không có phát điên, bổn cô nương đúng là bội phục bọn họ. Ba người thương nghị một hồi lâu, cuối cùng mặc lệ nhi hoàn toàn giơ tay chịu thua. Đồng vô thương giải quyết dứt khoát, tứ lục tam nhân đường. Cái tên này khiến mặc lệ nhi run rẩy hồi lâu, lệ rơi đầy mặt. Vô thương đường, nhuế bất thông không vui. Bất thông đường, đồng vô thương không muốn. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nhuế bất thông tuy đánh không lại đồng vô thương, nhưng có đánh chết cũng không chịu nhượng bộ mọi người cùng nhau lên đây bằng cái gì mà chỉ lấy tên ngươi hai người rằng co một hồi lâu cuối cùng mới thương lượng ra một cái tên như vậy đồng vô thương ở thiên binh các xếp lão tứ nhuế bất thông xếp lão lục đúng là tứ lục về phần tam nhân đường à không phải còn có mặc lệ nhi sao mặc lệ nhi tuy không thuộc về thiên binh cát nhưng cũng thuộc gia quyến đồng vô thương lão tứ cùng lão lục cộng thêm một người chẳng phải là ba người đồng vô thương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Nhuế Bất Thông cũng vui vẻ. Hai người phá lệ lần đầu tiên cùng chung đồng ý, chỉ có Mạc Lệ Nhi vì cái tên này mà khó chịu đồng vô thương mấy ngày liền. Quá khó nghe. Cái gì mà tứ lục tam nhân đường a? À? Cái tên cứt chó thối hoắc này quả thực khiến Mạc Lệ Nhi cảm thấy không thể nào ngẩng đầu lên được. Nhưng Mạc Lệ Nhi cô trưởng nan địch tứ tay, đồng vô thương cùng nhuế bất, thông người đông thế mạnh, hơn nữ áo còn vô cùng tán dương cái tên này, dương dương tự đắc. Số ít phục tùng số đông, sự tình cứ như vậy được quyết định sau đó ba người đi huyết thủ đường đăng ký, nhận nhiệm vụ. Đồng vô thương cùng nhuế bất thông xoa xoa tay, chuẩn bị khai sáng một tứ lục tam nhân đường uy danh hiển hách. Tứ lục tam nhân đường, kể từ nay về sau đã được thành lập tại Thượng Tam Thiên. Tu vi ba người có hạn, cho nên tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên, cũng chỉ là nhiệm vụ nhỏ. Nhưng đồng vô thương và nhuế bất thông lại nhiệt tình vô cùng. Hai người cũng biết, các huynh đệ không ở nơi này, cục diện Thượng Tam Thiên, đều phải dựa vào hai người thôi. Vì vậy phải làm cho thật tốt đồng thời cũng không thể thả lỏng tu luyện ai cũng không biết chính cái tên phi thường cổ quái tứ lục tam nhân đường này tương lai sẽ khiến thượng tam thiên chấn động long trời lở đất thế nào nói tóm lại nó đã được khai trương hôm nay sau đó nhuế bất thông liền nói ra một lo lắng lập tức bị mặc lệ nhi đánh cho chạy chối chết lúc ấy nhuế bất thông thực lo lắng thở dài không thôi đồng vô thương hỏi ngươi lo lắng cái gì nhuế bất thông nói ta chỉ lo lắng hai người các ngươi hiện tại việc cần làm ngay trách nhiệm trọng đại hai người các ngươi phải chú ý vạn nhất để bụng nhô lên thì từ tam nhân đường lại biến thành nhị nhân đường sau đó lại biến thành tứ nhân đường mất thôi trung tam thiên nơi này là một thế giới trắng muốt hai người đứng trên đỉnh núi sừng sững nơi này là nơi nào tạ đan phương ôm chặt lấy chiếc áo choàng da gấu trên người mà vẫn cảm thấy rét lạnh nơi này chính là vùng đất lưu đày cũng chính là cực nam cửu trọng thiên đàm đàm nhìn lên thế giới trắng toát trước mặt khẽ nói chúng ta thế nào lại tới đây tạ đan phượng có chút kinh ngạc hôn mê mấy ngày lúc tỉnh lại đã phát hiện mình tới một nơi hoàn toàn xa lạ loại cảm giác này thật kỳ quái ta dẫn ngươi tới đàm đàm trầm mặc hắn muốn nói hắn mang chúng ta tới nhưng suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc vẫn nuốt những lời này trở lại khi nào chúng ta trở về chúng ta không trở về chúng ta ở nơi này tu luyện tiến cảnh có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất đàm đàm lấy hấp linh thánh ngư từ trong người ra ném con hấp linh thánh ngư này vào trong đống tuyết tuyết động xung quanh hấp linh thánh ngư đột nhiên tan ra linh khí trong không trung cũng dần dần hình thành gió lốc gần như thành thực chất cuối cùng hóa thành nước mưa rơi xuống tại nơi băng tuyết lạnh lẽo thế này không ngờ lại hình thành một cái ao một cái ao mà nước hoàn toàn do linh khí hóa thủy tạo thành dài một trượng sâu một trượng rộng một trượng sau này chúng ta uống nước cứ uống nước ở đây nếu ngươi muốn tắm rửa cứ lấy nước ở đây mà tắm vậy chúng ta ăn cái gì nơi này có linh thú hơn nữa dưới mặt tuyết còn có rau xanh tuy không phải là thứ giống như bên kia đại lục nhưng cũng có hương vị đặc biệt riêng ồ hơn nữa nội hạch linh thú nơi này bởi vì giá lạnh cho nên thập phần ngưng tụ cũng có lợi cho tu luyện của ta đàm đàm chúng ta ở đâu ở chỗ này sau một hồi lâu một tòa cung điện bằng băng tuyết đột nhiên từ dưới mặt đất mọc lên tiến vào cung điện không ngờ lại có chút đẹp đẽ và ấm áp ta sẽ kiếm một chút da linh thú phủ kín hoàn toàn bốn phía nơi này sẽ ấm áp thôi đàm đàm ngươi bây giờ là đàm đàm sao đàm đàm trầm mặt thật lâu sau mới nói bất kể ta có biến thành bộ dạng gì đi nữa ta vĩnh viễn đều là đàm đàm của ngươi hắn có chút trầm trọng nói ta hiện tại chỉ tiếp nhận một chút trí nhớ cho nên tâm tình rất trầm trọng nhưng ta vẫn là ta ngươi hiểu chứ tạ đan phượng gật gật đầu có chút mờ mịt trầm tư tựa hồ hỏi thăm dò chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho những huynh đệ của ngươi đàm đàm trầm mặt Rốt cuộc vẫn buồn bã, ngẩng đầu lên, Đan Phượng, ta biết, ngươi cảm thấy ta có chút không bình thường. Chỉ là, ngươi biết không, khi ở Vong Mệnh Hồ, ta có một loại cảm giác vô cùng rõ ràng. Nếu như ta cứ ở cùng với bọn họ, bọn họ sẽ gặp phải tại họa không thể lường hết được. Đàm Đàm đau đớn nói. Chương 827, các huynh đệ của ta. Sở Dương, Độc Hành. Bọn họ không sao, nhưng ta. Đàm Đàm đột nhiên chụp lấy tay tại Đan Phượng, nắm thật chặt, trong mắt có chút bất lực sau này lực lượng của ta dần dần giác tỉnh lần lượt tiếp thụ ký ức lần lượt sống lại mà mỗi một lần sống lại đều có thời gian không giữ được thần trí ta nếu ta cứ đi với bọn họ một khi phát hiện ra bọn họ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ta mà chạy một mình ta sẽ liên lụy bọn họ cùng táng mệnh theo ta hắn cười khổ thanh âm giống như khóc ta cũng không bỏ được bọn họ mà đi hơn nữa cũng không muốn rời bỏ sở dương chỉ là ta lại chỉ có thể rời đi ta không biết cuối cùng ta sẽ biến thành bộ dáng gì nữa nhưng ta thực sợ hãi ta sẽ trở nên không giống chính mình nữa đàm đàm cầm lấy tay tạ đan phượng tay run rẩy cho nên ta mới mang ngươi tới đây hắn nhìn thật sao vào mắt tạ đan phượng khuôn mặt quái dị đó giờ phút nào đã không còn quái dị nữa rồi có chút khẩn cầu nói ta muốn ngươi thời thời khắc khắc nhắc nhở ta ta là đàm đàm không phải kẻ kia phải là thứ kia ánh mắt tạ đan phượng đã có chút ươn ướt tay nàng dùng lực nắm chặt lấy tay đàm đàm thanh âm ôn nhu như nước ta sẽ nhớ kỹ ta sẽ nhắc nhở ngươi ta tuyệt đối sẽ không để ngươi biến thành người khác đàm đàm cất tiếng cười ngươi có trách ích kỷ không vì bản thân mà mang ngươi tới nơi băng thiên tuyết địa thế này tạ đan phượng nghĩ nghĩ gật đầu nói có đấy cho nên sau này ngươi nhất định phải bảo vệ ta nhất định không được biến thành người khác tới bắt nạt ta đây là khoản bồi thường ngươi phải trả cho ta đàm đàm rốt cuộc cũng nở một nụ cười dạng dỡ hai hàng lông mày cao thấp nhảy múa vui vẻ nói đó là đương nhiên cái này cũng không cần phải nói ngươi là lão bà của ta mà ngươi nói linh tinh gì đó ai là lão bà của ngươi thanh âm tạ đan phượng dần dần nhỏ xuống ngay cả cổ cũng đỏ bừng lên rồi ha 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 đàm đàm cười ngây ngô nói nơi này là chỗ tu luyện thích hợp với ta nhất chờ thực lực ta đạt tới cảnh giới nhất định chúng ta cùng ra ngoài đi tìm bọn họ hắn có chút chờ mong nói kỳ thật ta cũng thích đi theo bọn họ ở cùng bọn họ mỗi ngày tạ đan phượng gật đầu ngươi cũng phải tu luyện ngươi thử xem môn công phu này môn công phu này chỉ có thánh mẫu tam tinh thánh tộc năm đó mới có tư cách tu luyện nha trung tam thiên đây là một khu rừng rậm có bảy tám người đang vô cùng sợ hãi chạy trốn trong rừng chạy chối chết soạt một tiếng một thân ảnh đã đứng trước mặt bọn họ thần sắc trong mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng ngao ô đám hỗn trướng các ngươi dám vũ nhục thiên binh cát không ngờ còn muốn chạy Ngươi này trên mặt đeo một cái mặt nạ kỳ quái, trên mặt nạ lại có một cái đầu sói, trên đầu sói có khắc một chữ ngũ, bắt mắt, chính là thiên binh các ngũ các chủ. Lang công tử cũng chính là Lang kiếm vương la khắc địch trước kia. Năm người kia tự biết không thoát được, nghiến răng nghiến lợi, Lang công tử, các ngươi đã giết sạch gia tộc chúng ta rồi, chẳng lẽ còn muốn chém tận giết tuyệt hay sao? La khắc địch hừ lạnh một tiếng, nếu các ngươi thành thành thật thật cúp đuôi làm người, bổn tọa cũng không dành đối phó các ngươi nhưng không ngờ các ngươi lại dám công kích thiên binh các thậm tệ. Đó chính là tội chết. Năm người cùng giống lớn, phân ra năm phương hướng vây công. Ngao ô, tới hay lắm, la khắc địch. Thét dài một tiếng, một đạo quang hoa trói mắt chợt lóe lên, trường kiếm đã xuất khỏi vỏ. Quang mang chớp động, thương một tiếng, trường kiếm lai vào vỏ. Thân hình la khắc địch tựa như gió nhẹ bay lên, nhoáng một cái đã xuất hiện trên ngọn tây, sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh. Trong rừng rậm, năm người trừng mắt, ánh mắt không nào tin nổi ôm chặt lấy yết hầu từ cổ họng năm người cùng phun ra huyết hoa rầm rầm ngã xuống thiên binh các hiện tại đã như mặt trời ban trưa cờ xí thiên binh các tới nơi nào các đại thế gia cũng phải lui bước thậm chí ngay cả ám trúc cũng phải lễ nhượng ba phần ở trung tam thiên trước kia chính là một chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng được bờ vong mệnh hồ cố độc hành ướt đẫm người từ trong hồ nước bỏ lên giống lớn một tiếng đá nát tảng cự thạch ngàn cân bên chân vẫn không thể lặn xuống dưới đáy Cố Độc hành thống khổ ngồi xuống, "Lão đại, ngươi ở đâu? Ngươi rốt cuộc ở nơi nào?" Hắn ngồi ở bên bờ Vong Mệnh hồ, nhìn hồ nước thật lâu, cho tới khi trời đất tối đen, Cố Độc hành rốt cuộc mới đứng lên. Thét dài một tiếng thê lương, Cố Độc hành hóa thân thành kiếm quang, từ bờ Vong Mệnh hồ bay lên, lao xuống núi nhanh như một tia chớp. Mạc thị gia tộc, Mạc Thiên Cơ đang ngồi trước bàn sách, nhíu mày trầm tư. Ở trước mặt hắn là một tấm giấy trắng, bên trên nét mực tung hoành, viết mấy chữ lớn: Rõ ràng là một nhiệm vụ chưa hoàn thành, Mạc Thiên Cơ đang tính toán. Thiên binh các mục tiêu tu vi năm đầu tiên, Cố Độc Hành, Lục phẩm kiếm đế, Kỷ Mặc, Ngũ phẩm hoàng tọa, Ngạo Tà Vân, Ngạo Tà Vân nghĩ cả nửa ngày, đặt bút lông lên mục tiêu mà các huynh đệ báo lên, đem Lục phẩm kiếm đế của Cố Độc Hành đổi thành bát phẩm kiếm đế, Kỷ Mặc thì đổi thành thất, hết thảy đều tăng lên hai phẩm. Lẩm bẩm nói, cho dù chỉ tới thất phẩm, cũng cao hơn so với lục phẩm một phẩm. Đi theo cửu kiếp kiếm chủ chỉ có một chút mục tiêu như vậy làm sao được, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải gia tăng tu vi lên. Có người gõ cửa, Mạc Thiên Cơ ừm một tiếng, một người đẩy cửa bước vào. Bá phụ hôm nay cảm thấy thế nào? Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người tới liền nở một nụ cười. Người tới chính là Hắc Ma. So với hôm qua thì khỏe hơn không ít. Hắc Ma cười ha hả, nói, "Ta biết mấy ngày nay ngươi đang rầu dĩ cái gì. Cho nên, ta nhớ ra Hắc Ma gia tộc chúng ta có một loại bí pháp" không biết có thể trợ giúp ngươi một chút hay không? Bí pháp. Hai mắt Mạc Thiên Cơ sáng lên. Hắc ma gia tộc sở dĩ cường đại, không phải là ở giết người, mà là ở ẩn náu. Hắc ma cười ha hả, lấy một quyển sách từ trong người ra, khẽ đặt lên bàn, nếu các ngươi thật sự xuống sông lên thượng tam thiên, thì khắp nơi đều là địch nhân, hơn nữa còn rất cường đại. Ẩn nấu bỏ trốn, chính là công pháp bắt buộc phải có. Hắn đặt sách lên bàn, mỉm cười, chậm rãi đi ra ngoài, ta đi tìm lão mặc đánh cờ đây ánh mắt mặc thiên cơ đảo qua, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Đây là một quyển sách hình dáng cổ xưa, trang giấy cũng nhào nát không chịu nổi, tựa hồ chỉ cần đụng một cái là nát vụn. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. Trên bìa viết năm chữ, tiềm tung tuyệt sát phổ, cẩm thận mở ra, chỉ thấy trên trang đầu tiên viết, tiềm hình tu vô tung, giết người tu vô hình, thanh thủy nhập thương hải, kim long ẩn trời quang. Mạc thiên cơ mở xem từng tờ từng tờ, càng xem tâm tình càng kích động cuối cùng vội vàng viết mấy từ giấy gửi đi ở một nơi khác ngạo tà vân đang cùng tạ đan quỳnh đối luyện hai người đều ướt đẫm mồ hôi chật vật không chịu nổi quỳnh hoa bay múa vù vù bay tới ngạo tà vân trốn không kịp vải trên đùi từng mảnh từng mảnh hóa thành hồ điệp bay đi tạ đan quỳnh đột nhiên kinh hô một tiếng nhìn chân ngạo tà vân trên đùi ngạo tà vân một số vải kim sắc đã bám vào cẳng chân lập loài ánh sáng tà vân long lân của ngươi mấy ngày nay mọc thật nhanh Tạ Đan Quỳnh hưng phân nói, ừ, trong khoảng thời gian này, không biết tại sao, mỗi khi trời tối lại nằm mơ thấy biến thành một con rồng, thật là kỳ quái. Ngạo Tà Vân có chút khổ não, cũng có chút kỳ vọng, nhưng chung quy đây cũng là chuyện tốt. Tạ Đan Quỳnh nói, ừ, cứ tiến bộ như vậy, nói không chừng nhiều nhất là nửa năm Long Lân có thể phủ tới eo, đến lúc đó là có thể mở ra bảo tàng Long Mạch rồi. Cho nên, ta tính toán ngày mai liền báo tin tức cho bọn Mạc Thiên Cơ cùng cố độc hành đến lúc đó mọi người cùng nhau mở bảo tàng ngạo tà vân nói tạ đan quỳnh do dự một chút nói đây là thứ mà ngạo ra các ngươi thủ hộ hơn ngàn năm chúng ta vào thật sự không ổn lắm ngạo tà vân khẽ cười nói trước kia sở lão đại ở đây có thứ gì tốt đều chia cho mọi người cố độc hành đi theo lão đại lâu nhất nhưng cũng chưa bao giờ thấy sở lão đại chiếu cố đặc thù gì cho hắn cả tất cả mọi người đều như nhau ngạo tà vân ta há lại độc chiếm sao hắn thở dài nói lại nói ta cũng hiểu được nếu không có các ngươi đi cùng, chỉ một mình ta thì có ý nghĩa gì? Vong mệnh hồ, người của Cửu Đại gia tộc đều tới đây. Chúng ta cũng nhìn thấy phong phạm Cửu Đại gia tộc rồi. Chỉ là bọn họ có thể đứng vững cửu trọng thiên, chúng ta không thể sao? Ngạo Tà Vân căm giận nói, cho nên ta mới muốn cùng các huynh đệ xông lên. Nhất là Lệ Bạt Thiên, Trần Phi Trần, còn có mấy người của Tiêu gia, Thạch gia, tên nhân yêu hỗn đản của Dạ gia, xử lý tất cả bọn chúng, Tạ Đan Quỳnh cười ha ha đúng lúc này có người báo lại, thiếu gia, mặc gia chủ truyền tới tin tức, mời thiếu gia nhanh tới một chuyến. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh nhìn nhau, xem ra có chuyện, chúng ta cùng đi thôi. Nhớ mang phụ trọng, tiện thể luyện công, chớ để mấy tên biến thái kia bỏ rơi lại đằng sau. Ha ha, nói rất đúng. Ở một nơi khác, đám người kỳ mặc, cỗ độc hành, la khắc địch cũng nhận được tin tức của mặc thiên cơ. Chúng huynh đệ liền từ bốn phương tám hướng tụ hợp lại, cực bắc hoang nguyên, động phủ úy công tử, Úy công tử một thân nhẹ nhàng khoan khoái, từ trong động đi ra, hai tay vung lên. Cửa động đóng lại, thân hình bay vút lên, hướng về một phương hướng khác mà cấp tốc lao đi. Thời gian dài như vậy rồi, cũng không biết trúc tử bế quan thế nào rồi. Úy công tử vừa đi vừa nghĩ, tên sở dương hỗn đản, không phải thật sự chết đuối dưới vong mệnh hồ chứ. Nếu đúng thì thật thành chuyện cười rồi. Dị tượng cửu kiếp kiếm xuất hiện, chứng tỏ cửu kiếp kiếm chủ không chết. Nếu không che ép, vậy tên gia hỏa này đang ở đâu? Nghĩ nghĩ, vẫn không có đầu mối, ta đi tìm trúc tử trước đã, định hôn sự với lộ lộ trước đã, chuyện này không quyết, tâm không tĩnh nổi. Trong khoảng thời gian này, sở đại lão bản tọa trấn tử tinh hồi xuân đường, một ngày kiếm đấu tiền. Nháy mắt, từ lúc tử tinh hồi xuân đường khai trương, đã được gần một tháng rồi. Mấy hôm đầu tiên, mỗi khi trời tối, sở thần y lại phải mò ra ngoài đánh lén, sau đó hôm sau tiếp. Nhận thành quả lão động của mình tối hôm trước, tiến hành trị liệu kiếm tử tinh. Chương 828, sở ra nội loạn, bức cung. Không thể không nói, cướp bóc một lần, lại thu một lần phí, thật sự kiếm tiền rất nhanh. Nhưng dần dần, danh tiếng lòng dạ hiểm độc của sở thần y truyền ra, nhưng y thuật cao siêu cũng càng lúc càng truyền xa. Bắt đầu từ ngày thứ 18, không ngờ không cần ra ngoài đánh lén người ta nữa. Khách hàng nhiều hơn. Hơn nữa cơ bản đều là vết thương cũ năm xưa. Tất cả mọi người đều là người trong giang hồ, tục ngữ nói rồi, người lang bạt trong giang hồ ai có thể tránh được đao chỉ cần đã trúng đao ai dám cam đoan chữa trị khỏi đám khách hàng kéo tới cửa cơ bản đều là lão nhân hơn nữa tu vi cũng không cao lắm nhưng đều giữ địa vị rất trọng yếu bên trong gia tộc có chút thực quyền chuyện này kỳ thật chỉ cần nghĩ một chút là thông hợp tình hợp lý tu vi cao trên cơ bản đều có tu vi thâm hậu áp chế thương thế tạm thời không lo địa vị thấp cũng không trả nổi trần phí nơi này cũng chỉ có những người nằm đó từng bị đả thương bởi vì các loại nguyên nhân mà không trừ tận gốc, phát triển thành cố tật. Hơn nữa, những người này sống an nhàn sung sướng, tu vi từ đó suy yếu, kết quả là những cố tật này bạo phát. Mà khiến tất cả các đại phu đau đầu, hầu hết đều là loại bệnh chứng này. Thương thế mấy chục năm rồi, ai nói trị khỏi. Tối đa cũng chỉ là chỉ hoãn lại thôi. Thoải mái một hồi là xong. Loại bệnh này, nếu muốn trừ tận gốc, căn bản là người si nói mộng. Trừ những người này, còn có một số trưởng lão tộc trưởng của một số tiểu gia tộc. Dương nhiên, không phải là gia tộc cấp bậc như Sở Gia. Sở Gia ở cửu Trọng Thiên không tính là lớn, nhưng ở Bình Sa Lĩnh, cũng có thể coi là rất lớn, rất lớn rồi. Biến hóa bậc này, khiến cho Sở Phi Yên mở to hai mắt mà nhìn. Tiểu La Lị Sở Nhạc Nhi mỗi ngày cũng chạy tới chạy lui, hăng hái vô cùng. Sở Thần Y hiện tại đang bề bộn trăm việc, tài nguyên cuồn cuộn, nhưng... Sở Thần Y lại bắt đầu phiền muộn. Mỗi ngày mới kiếm được một hai trăm tử tinh. Cái này phải kiếm đến bao giờ mới đủ a? À? Sở thần y ngửa mặt lên trời thở dài, buồn bực vô hạn. Nếu sở dương nói những lời này ra ngoài, chỉ sợ người của sở gia cũng có thể đánh hắn thành đầu heo. Phải biết rằng, sở gia lớn như vậy, mỗi tháng thu vào, trừ đi tất cả chi phí, cũng chỉ còn lại hơn 100 tử tinh một chút thôi. Hiện giờ tên gia hỏa này một ngày kiếm một hai trăm tử tinh. Không ngờ còn ngại ít nữa. Vì thế sở thần y liền rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết tâm đề cao bậc cửa, muốn xem bệnh, thấp hơn 100 tử tinh, không xem, Hành động này lập tức dẫn tới vô số tiếng mắng chửi, nhưng mọi người cũng chẳng có cách nào. Xem tư thế Sở lão bản như lợn chết không sợ nước sôi, thật đúng là chịu thua hắn rồi. Tiêu gia phân đường, thế lực duy nhất có thể trị được Sở gia đã bị vị Sở thần y này đánh cho tàn tật, đến bây giờ chưa có kết quả. Bảo gia cùng Liêu gia còn lại, lại càng không dám chọc vào Sở thần y có Sở gia làm chỗ dựa sau lưng. Hơn nữa, sau sự kiện Tiêu Ngọc Long, ngay cả ám chiêu cũng không dám dùng nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn kiêu ngạo. Tuy rằng bảng giá đầy cao gấp 5 lần, nhưng người bị thương tới xem bệnh vẫn không ít. Sở thần y đắc ý không thôi, bộ dáng giống như vui đến quên cả trời đất vèo một cái, lại một tháng trôi qua. Tử tinh lợi nhuận đã đạt tới 8.000 có thừa. Nếu cộng thêm 4.000 khối nguyên vốn của sở dương, nữa thì số lượng tử tinh đã đạt tới con số một vạn khủng. Bố, hôm nay, sở dương cùng nhận được hai tin tức. Tin tức thứ nhất khiến sở dương nằm mộng cũng muốn cười, tiêu gia cùng lệ gia đã xảy ra xung đột song phương trước mặt va chạm nghiêm trọng, tùy thời có thể đại chiến. Đối với sự tình bên này, tiêu gia tạm thời không quan tâm. Đối với tiêu gia mà nói, chỉ một cái phân đường bình xa lĩnh, thật đúng là không đáng để vào mắt. Nếu như là bình thường, không có việc gì làm, đương nhiên sẽ coi đây là đại sự. Nhưng hiện tại thời buổi rối ren, lệ gia có được một trong cửu kiếp. Tiêu gia lại ở cách đó không xa, cho nên tiêu gia đương nhiên phải biết lấy hay bỏ. Đối với xung đột giữa phân đường và chấp pháp giả, Tiêu gia cũng đưa ra một lời giải thích đầy đủ thành ý, tử tinh hai vạn khối, bồi thường tổn thất chấp pháp đường cùng chấp pháp giả. Còn chuyện chấp pháp đường xử lý Tiêu Ngọc Long, cũng tỏ vẻ cảm tạ, thay chúng ta thanh lọc môn hộ. Đương nhiên, ý nghĩ thực sự thế nào thì ai cũng không biết. Nhưng ít ra, ở mặt ngoài cũng là hòa hợp êm thấm như vậy. Tử tinh của Tiêu gia rất nhanh đã giao cho chấp pháp giả. Tổng bộ chấp pháp giả khấu lưu một vạn khối, chuyển xuống dưới cho chấp pháp đường bình xa lĩnh một vạn khối, xa tâm lượng phái người, bí mật chuyển cho sở thần y một ngàn khối tử tinh. Nguyên nhân bên trong thì đương nhiên tự hiểu trong lòng. Từ một tháng trước, sở thần y đã báo cho Sa thống lĩnh, vô luận thế nào cũng không thể để người khác biết ta từng trị bệnh cho các ngươi. Nói cách khác, tại trước mặt người ngoài, chúng ta đều là người xa lạ. Xa tâm lượng lập tức đáp ứng, cho nên khi làm việc này, đều cực kỳ bí mật. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục từ tiêu gia, xa tâm lượng giơ tay chém xuống, đem đám người tiêu ngọc long ra chém đầu một lượt răn đe người khác. Vì thế, sự tình tiêu gia đã đi vào kết thúc. Sở thần y cảm thấy hứng thú nhất là chuyện lệ gia và tiêu gia xung đột. Bởi vì tin tức bế tắc, không thể lưu thông, biết không rõ. Trừ điểm này ra, sở thần y đối với sự kiện này vẫn cảm thấy 12 vạn phần hài lòng. Chuyện thứ hai khiến cho sở thần y nằm mơ cũng muốn giết người. Sự tình ở sở gia, mấy vị đại quản sự thấy sở thần y đã không thể dùng, ngay kiếm đấu tiền để hình dung nữa rồi, lợi nhuận một tháng không ngờ còn gấp tám chín lần lợi nhuận một năm của một gia tộc lớn như sở gia tất cả đều đỏ mắt tất cả mọi người đều vì gia tộc mà lao lực lao tâm nhiều năm như vậy ngươi chỉ là một nhí tử mới tìm lại được địa vị ở sở gia còn chưa củng cố không ngờ đã muốn độc chiếm cái bánh lớn như vậy thậm chí còn không có chút biểu hiện nào quá không hiểu chuyện rồi hơn nữa còn lợi dụng trụ cột mà chúng ta vất vả dốc sức bao nhiêu năm mới tạo ra được vì thế mọi người mới đưa ra ý kiến với sở lão gia tử thu hồi y quán đó trở về gia tộc, hoặc là bắt y quán mỗi tháng nộp lên chín thành rưỡi lợi nhuận hàng tháng. Việc này, có người âm thầm thao túng, toàn bộ sở gia nhân tình lại xôn xao, quần chúng bất mãn. Mấy năm gần đây, sở Phi Lăng mở rộng vây cánh bốn phía, thu nạp thế lực gia tộc. Thủ đoạn hắn cao minh, tâm cơ thâm trầm linh mẫn, thực lực bây giờ đã thành đại thế rồi. Hơn trăm người cùng bức bách, hơn nữa tất cả đều là nhân tài ưu tú, nhân tài chủ quản trong các ngành sản xuất của sở gia. Trong đó còn có không ít võ đạo cao thủ. Sở lão gia tử đương nhiên tức giận. Ngay tại đại sảnh Sở gia, lão gia tử đã nổi điên lên rồi, chửi mắng. Cả một buổi trưa, nhưng hơn trăm người vẫn quỳ chết ở đó, không hề có người nào rút lui. Sở Hùng thành tức mà không có chỗ đánh, rốt cuộc nói, đó là tôn tử của ta, hơn nữa còn là trưởng tôn Sở gia ta, truyền nhân dòng chính. Đệ tử Sở gia hiện tại, ai mà không kiêm chức vụ quan trọng? Trưởng tôn của ta chỉ trưởng quản một cái tiệm thuốc nho nhỏ hơn nữa còn là trưởng tử ta dùng tiền mua lại chuyển thành tài sản cá nhân các ngươi dựa vào cái gì mà khó chịu người khác có bản lĩnh kiếm tử tinh các ngươi đều thèm đỏ mắt vì sao các ngươi không tự đi kiếm đi cứ ở dây đỏ mắt thèm muốn thành tựu của người khác một lũ hỗn đản sở lão gia tử dậm chân mắt to lời này thật sự là mắng thật sảng khoái nhưng rốt cuộc cũng khiến nhiều người tức giận hoặc cũng có thể là sở phi long sai sử bọn họ làm như vậy chính là bức sở lão gia tử nói ra những lời này một trung niên nhân diện mạo hung ác nham hiểm ngẩng đầu lên, "Gia chủ, ý của ngài là, tất cả chúng ta đều đang cố tình gây sự?" Sở Hùng Thành giận dữ, nói, "Thì sao? Chẳng lẽ không đúng?" Trung niên nhân bi thương cười lớn một tiếng, bi thương nói, "Gia chủ đại nhân, tiểu nhân từ khi gia nhập Sở gia cũng đã được hơn 33 năm rồi." 33 năm, gia chủ đại nhân không chê, tiểu nhân không quản mệt nhọc, khởi bước từ một kẻ võ sĩ, dần dần trở thành tiểu chấp sự, trở thành phó chủ quản, trở thành chủ quản, trở thành đại chấp sự, cho tới bây giờ, ở sở gia còn chưa tính là chống đỡ một phương, nhưng ít nhiều cũng góp chút tâm lực, vì quản lý tốt chuyện của mình, không để gia chủ ngài thất vọng, tiểu nhân thậm chí còn không có thời gian luyện công, toàn tâm toàn ý ở trong chướng phòng, làm bạn với con số, bắt đầu luồn cúi tạo dựng các mối quan hệ, chỉ cầu sở gia có thể giàu có đầy đủ. Gia chủ đại nhân, có lẽ ngài không biết, 33 năm trước, tiểu nhân chính là vương tọa bát phẩm, hiện giờ chỉ là vương tọa cửu phẩm ha ha, 33 năm, cũng chỉ tăng một phẩm. Người này cười lớn, bi phân vô cùng, tiểu nhân thiên tư không tốt, nhưng 33 năm trước, tiểu nhân cũng chỉ 25 tuổi. Hiện giờ đã 58 rồi, sở ra một năm thu vào, một năm nhiều nhất cũng chỉ có 2.300 khối tử tinh. Nhưng lúc đó mọi người đều phi thường thỏa mãn. Đó là bởi vì, nó đủ để bồi dưỡng cao thủ gia tộc, bảo hộ bình an, phát triển thực lực, càng thêm củng cố. Hiện giờ, rõ ràng có một cơ hội giúp gia tộc bay cao, một cái y quán, một tháng thu vào 8000 tử tinh. Trung niên nhân gần như muốn hét lên, gia chủ đại nhân, 8000 tử tinh đó, 8000 tử tinh này cũng đủ khiến thực lực trình thể sở gia chúng ta tăng lên một bậc. Mỗi tháng 8000, liên tục 2 năm, sở gia chúng ta có thể thay hình đổi dáng. Vô số võ sĩ lâm vào bình cảnh, có số tử tinh này là có thể đột phá. Trung niên nhân khản trọng nói, tiểu nhân hiện giờ phụ trách ngoại sự, chỉ là một ngoại sự, không có tu vi cao thâm gì, số tử tinh này, tiểu nhân có thể hưởng thụ bao nhiêu? Chẳng lẽ tiểu nhân là vì bản thân mình ư? Hiện giờ, gia chủ đại nhân vì tôn tử mình, không ngờ không phân tốt xấu, thiên vị hắn. Chúng ta toàn tâm toàn ý vì sở gia, không ngờ lại thành cố ý gây sự. Hắn buồn bã nói, tiểu nhân cũng hiểu, gia chủ đại nhân cảm thấy đại tôn tử mình thua thiệt, phải có bồi thường cho nên mới làm như vậy. Hơn nữa, Sở Phi Lăng đại thiếu gia đích xác cũng mua lại y quán, đưa cho nhi tử mình, theo đạo lý mà nói, đích thật là tài tài sản cá nhân. Chỉ là, cho dù là tôn tử gia chủ đại nhân, thì hắn cũng là họ Sở. Cá nhân hắn thuộc sở gia, vì sao còn phân chia cái gì mà tài sản cá nhân? Hắn xoay người, nói với mọi người, chúng ta làm sai chỗ nào? Ta nói sai sao? Vì sao chúng ta lại bị đãi ngộ như thế? Mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc bi phẫn. Người này xoay người, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về Sở Hùng Thành mà dập đầu mấy cái, ngẩng đầu lên, bộ dáng nản lòng thoái chí, nghiêm nghị nói: gia chủ tiểu nhân tuổi tác đã cao, tâm lực hao tổn quá độ, không thể chịu nổi trọng trách, cho phép tiểu nhân cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già. Chương 829, khi âm mưu tiến hành, sắc mặt sở hùng thành xanh mét, người đang bức ta, người thân là đại quản sự, không thể không biết cái gì là tài sản cá nhân, cái gì là tài sản gia tộc, vì còn muốn cố tình gây sự như vậy, người này lẳng lặng quỳ ở đó, lại dập đầu một cái, lộ ra biểu tình nản lòng thoái chí nói, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của tiểu nhân, tiểu nhân chỉ cần gia chủ cho phép tiểu nhân cáo lão hồi hương. Sở hùng thành trợn trừng mắt nhìn hắn, hô hấp càng lúc càng dồn dập đột nhiên hét lớn một tiếng, nếu đã như vậy, ta lưu ngươi làm gì chứ? Ngươi muốn cáo lão hồi hương, ta cho phép. Người này sắc mặt trắng nhợt, nói, đa tạ sở gia chủ. Hắn đã sửa miệng lại, từ gia chủ biến thành sở gia chủ, không thừa nhận mình là người của sở gia nữa mọi người sắc mặt đại biến, một lão giả dâu tóc hoa dâm vội vàng nói, gia chủ, ngô quản sự từ trước tới nay vẫn tận chức tận trách, càng vất vả công lớn. Xin gia chủ hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban. Sở hùng thanh tức giận tới không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói, chính hắn muốn đi, ta đâu có cách nào. Mọi người quay sang nhìn nhau, đột nhiên có mấy người cắn răng một cái, cùng đứng lên, chúng ta cũng muốn cáo lão hồi hương, thỉnh gia chủ cho phép. Có mấy người đi trước, lập tức những người khác cũng đồng thời quỳ xuống, chúng ta tuổi tác đã cao, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Muốn cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già, thỉnh gia chủ cho phép. Sở hùng thành tức đến cả người run rẩy, tròm dâu không gió mà bay, đang định hét lớn một tiếng, cút hết đi. Sở phi long luôn đứng bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước, cất cao giọng nói, chư vị an tâm một chút, chớ vội, hãy nghe sở phi long ta nói một câu có được không? Chúng nhân nói, nhị ra có chuyện gì xin cứ nói sở phi long nhíu mày nói các vị trung thành tận tụy đối với gia tộc hết thảy cũng là vì gia tộc tuy hành động hơi quá khích một chút nhưng dù sao cũng là muốn tốt cho sở gia chúng ta điểm này ta có thể hiểu được nhưng kịch liệt như thế cũng không phải có đạo lý bức bách như thế há lại là đạo của người thuộc hạ ánh mắt sở phi long sắc bén chính khí nghiêm nghị nói nếu đã phát sinh chuyện thì nhất định sẽ có cách giải quyết cứ bức bách thì có hiệu quả gì nếu như mọi người giải tán tổn thất lớn nhất đương nhiên là sở gia ta chỉ là các vị cũng chưa chắc đã dễ chịu hơn gì đâu mọi người lập tức bình tĩnh trở lại cục diện náo loạn vừa rồi trong phút chốc đã trở nên yên tĩnh tự hồ tất cả mọi người thật sự đang tự hỏi thể hiện hoàn hảo vô thượng uy vọng của sở phi long trong sở gia hiện tại vậy theo ý kiến nhị gia việc này nên giải quyết thế nào vị lão giả tóc hoa dâm tự hồ vẫn còn có chút không phục nói không sai đây là chuyện của sở gia mà chúng ta đều phải phụ thuộc vào sở gia mới có thể tồn tại. Ai mà không hy vọng gia tộc mình dựa vào cường đại? Ai mà không hy vọng ngạo thị quần hùng? Chỉ là, lão gia chủ như thế, thật sự khiến chúng ta quá lạnh lòng. Mọi người thổn thức. Sở Phi Long cả giận, nói, tại sao lại nói vậy? Tính tình gia phụ nóng này, bất quá lão nhân gia lại không có nửa điểm ý xấu. Lại nói, tất cả mọi người ở sở gia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết tính tình gia phụ? Lại còn sống chết bức bách, đây là đạo lý gì? Mọi người lộ vẻ xấu hổ, đều cúi đầu. Sở lão gia từ lúc này mới cảm thấy trong lòng thư thái hơn một chút. Nhưng ngay sau đó mọi người lại cùng ngẩng đầu lên, có chút bi phẫn ủy khuất nói, bất quá, nếu cứ mặc tài phú của Sở gia tập trung trong tay một người như vậy, trong lòng chúng ta vẫn vẫn có chút, Sở Phi Long lập tức nổi giận, đó là tài sản cá nhân của chất nhi ta. Lại nói, cũng chỉ hắn mới có bổn sự này, nếu như đổi lại là người khác chỉ sợ không những không kiếm được nhiều như vậy, mà còn thâm hụt vào vốn liếng. Bình xa lĩnh y quán quá nhiều, nhưng có nhà nào làm được như vậy? Các ngươi ngay cả việc này cũng khó chịu hay sao? Thuộc hạ cũng không phải là không rõ lý lẽ. Nhưng khoản tài sản này thật sự là quá lớn. Cả gia tộc hơn hai vạn người, nếu tính cả nhân viên phổ thông, cũng phải tới gần 3 vạn. Một năm cũng chỉ kiếm được hơn một ngàn tử tinh mà thôi. Hiện giờ, chỉ một người, lại chiếm cứ hàng năm ít nhất 10 vạn tử tinh. Nhị ra, này, chuyện này chẳng lẽ sở phi long hử một tiếng nói vợ theo ý kiến các ngươi nên làm thế nào thu hồi gia tộc mọi người cùng kêu lên sở phi long giận dữ nói các ngươi nói thu hồi là thu hồi nếu như thu hồi về gia tộc rồi ai thay thế sở dương đi quản lý đi trị bệnh các ngươi có bổn sự đó sao vạn nhất chất nhi ta tức giận bỏ đi không làm nữa hắn vừa mới từ bên ngoài trở về đối với gia tộc cái gì cũng không hiểu làm sao chịu được bức bách như thế các ngươi chịu được huống chi đây chẳng phải là khiến gia tộc tổn thất lớn sao mọi người nhìn nhau lão giả tóc hoa dâm tiến lên một bước nói nhị gia thuộc hạ có chủ ý nói sở phi long lạnh lùng nói kỳ thật sở dương thiếu gia dù nói thế nào cũng là người của sở gia điểm này là chuyện thực không thể nào thay đổi nếu như đã là người của sở gia thì phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ mưu cầu phúc lợi cho gia tộc chứ không phải là kiếm thật nhiều lợi nhuận rồi đút túi làm của riêng lão nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói, nếu nhị gia cũng nghĩ tới phương diện này, tại hạ cũng không phải là chưa từng nghĩ tới. Ngu kiến rằng, nếu có thể thu hồi y quán trở về gia tộc, sở dương thiếu gia vẫn là thủ tịch y sư, để công bằng, có thể để đằng hồ đằng giao hai vị thiếu gia hiệp trợ sở dương, thiếu gia cùng nhau quản lý. Dù sao cũng đều là tôn nhi của gia chủ, quá mức thiên vị cũng không nên. Ngoài ra, về phương diện phân phối lợi ích, sở dương thiếu gia có thể độc chiếm hai thành mà đằng hồ đằng giao hai vị thiếu gia, mỗi người nửa thành, còn lại bảy thành, giao cho gia tộc, phát triển thế lực gia tộc. Chỉ cần có khoản tử tinh này, sở thị gia tộc nhất định có thể nhảy vọt lên vị trí đệ nhất gia tộc Bình Sa Lĩnh, trong vòng một năm. Hơn nữa, thậm chí còn có thể phát triển thành đệ nhất gia tộc khu vực Đông Nam trong vài năm, chỉ dưới tiêu gia. Đệ nhất gia tộc, chính là mộng ước đời đời của sở gia chúng ta a. À. Sở Phi Long trầm mặt, nhíu mày, không nhịn được thở dài. Lão giả tóc hoa dâm, vội vàng nói nhị gia gia chủ không thể do dự a à, hiện tại tiêu thị gia tộc đang cùng lệ thị gia tộc xung đột thậm chí ngay cả phân đường bên này bị hủy tiêu thị gia tộc cũng không thèm chú ý giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phát triển vạn nhất chờ đến khi tiêu ra cùng lệ ra bãi bình xong chúng ta thật sự mất đi cơ hội này rồi những lời này vừa có tình lại vừa có lý giải thích hoàn hảo tất cả hơn nữa nói xong lời cuối cùng ngay cả sở lão gia tử vốn cực kỳ ngoan cố cũng không nhịn được mà siêu lòng. Sở Phi Long trầm tư một chút, nói, việc này cũng không phải không. Được. Hơn nữa đích thật cũng là cơ hội trời ban. Hắn thở dài, xoay người nói, cha, ngài cũng nghe rõ rồi. Nhi tử nghĩ rằng, chuyện này, đối với sở gia chúng ta là một chuyện tốt. Dương Dương tuy ủy khuất một chút, nhưng hắn một người độc chiếm hai thành lợi nhuận, một tháng cũng có thể kiếm ít nhát 1.500 tử tinh, như vậy, bất kể hắn tu luyện thế nào, cũng đủ rồi. Thậm chí còn có thể sử dụng phương pháp tu luyện xa xỉ hơn xa mọi người, cũng còn dư giả. Sở Hùng thành sắc mặt nặng nề, nói, ta cẩn thận ngẫm lại. Vâng. Sở Phi Long cung kính, sau đó vội rèn sắt khi còn nóng, nói, cha, con Ngô quản sự cũng chỉ nhất thời oán giận, mới xin về quê dưỡng lão. Kỳ thật năng lực Ngô quản sự rất tốt, mấy năm nay cũng lập nhiều công lão hãn mã cho Sở gia chúng ta. Việc này lại vì cân nhắc cho toàn gia tộc Xin phụ thân hãy châm trước, tha cho hắn lần này, thu hồi mệnh lệnh đã ban." Lời này không chỉ khẳng định năng lực của Ngô quản sự, biểu lộ trung thành mà còn cho Sở lão gia tử một bậc thang thật lớn để xuống. Phía dưới, Ngô quản sự hiểu ý quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, "Là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, xin gia chủ thứ tội." Sở Hùng thành thở dài một tiếng, chán nản nói, "Thôi thôi, nếu như hắn vẫn quyết giữ ý mình, Sở gia sẽ sụp đổ ngay trước mắt." Thân là một người gia chủ, một người cầm quyền, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Chỉ là, nếu không kiên trì, chẳng phải lại bạc đãi tôn tử thất lạc 18 năm. Sở hùng thành thở dài trong lòng. Chẳng lẽ đứa tôn tử này của mình có mạng chịu ủy khuất hay sao? Mà ta thân là gia gia, gia chủ, nhưng vẫn không thể bảo vệ được hắn. Nếu như thế, đứa nhỏ này vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với cái nhà này, từ nay lại càng không cảm nhận được chút ấm áp nào. Hơn nữa, sở dương còn nắm sinh sát lệnh của lão tổ tông. Nếu cứ kéo dài như vậy, sở ra tan rã. Chẳng lẽ thật sự không thể né tránh sao? Từ trong đại sảnh đi ra, sở hùng thành tâm sự nặng nề, trực tiếp đi tới tiểu viện của sở phi lăng. Phía sau, trong đại sảnh, sở phi long nhìn trên dưới 100 người trước mặt, thoáng nở một nụ cười. Trên khuôn mặt uy nghiêm của hắn, đột nhiên nở một nụ cười, không ngờ lại có vẻ âm hàn lạnh lẽo. Sau khi sở hùng thành từ trong tiểu viện sở phi lăng đi ra, trong tiểu viện sở phi lăng đã bạo phát chiến tranh trước nay chưa từng có dương nhược lan nghiến răng nghiến lợi điên cuồng mắng chửi sở phi lăng một trận dương nhược lan thật sự muốn điên rồi chỉ bằng là hậu nhân sở ra các ngươi sao hắn cũng là con ta sở ra các ngươi vô sỉ tính là đại tộc gì phải dựa vào kế sách đê tiện vô sỉ tính kế hậu đại của mình để sống sót phát triển sao sở phi lăng ngươi hiền lành quá mức có phải muốn bị người ta hãm hại tới chết mới cam tâm ngày mai ta dẫn theo nhi tử trở về nhà mẹ sở ra các ngươi muốn kiếm tử tinh chỉ biết lợi dụng nhi tử ta thì có bổn sự gì? Chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh cũng sai? Có thể kiếm tử tinh là có tội? Cả nhà các ngươi đều chẳng ra gì. Uổng hắn lưu lạc 18 năm, bây giờ mới trở về, vừa mới có chút khởi sắc, không ngờ đã bắt đầu ức hiếp hắn. Gia tộc há miệng ngậm mồm đều là gia tộc. Ta chỉ biết ai dám khiến nhi tử ta ủy khuất, ngươi thử xem, bọn hắn có thể đối phó nhi tử ta, chẳng lẽ Dương Nhược Lan ta lại cứ nhân từ nương tay? không dám đối phó nhi tử bọn hắn đánh không xong mọi người cùng nhau đi đời sở phi lăng nếu nhi tử ta có chuyện gì ngươi cứ xem lão nương có thể khiến sở ra các ngươi tuyệt hậu hay không ta giết sạch từng tên từng tên một dương nhược lan vẫn luôn hiền dịu nhưng lại lần đầu tiên phát hỏa lớn như vậy quả thực là bất chấp tất cả trực tiếp không thèm để ý tới hậu quả mắng chửi một trận thanh âm cực lớn toàn bộ sở ra đều có thể nghe thấy Sở Phi Lăng tự biết đối lý, ôm đầu để cho lão bà đánh một trận, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Cho nên, khi Sở Phi Lăng tới dự hội nghị, mặt mũi đã bầm dập, thê thảm vô cùng. Chương 830, một câu nói, một lần phản kích, một cái hố. Sở lão gia tử ở trên đường dừng lại. Nghe trong tiểu viện không ngừng truyền ra tiếng hô tức giận, thở dài thật dài một tiếng. Ruột rối rắm trong bụng cũng quấy thành một khối. Lão gia tử một mực rất buồn bực. Ta không phải một gia chủ được việc, ta chỉ là một viên tướng sông sáo mà thôi. Đối với những đấu tranh quyền mưu này, luôn là ngưỡng mộ từ xa không có hứng thú. Nói ta là kẻ ba phải ta cũng thừa nhận, nhưng mà lúc trước lão tổ tông vì sao muốn chỉ định ta làm gia chủ. Đáng thương ta bị đặt ở trên liệt hỏa hừng hực này, đã nướng nhiều năm như vậy. Buổi sáng hôm đó, liền mời dự họp hội nghị gia tộc, căn bản không có bất cử chỉ hoãn gì. Vợ chồng sở phi lăng phản đối cùng ý kiến của những người khác, cũng trực tiếp không nhìn tới gần như chính là nhất trí thông qua cái quyết nghị này. Ở trước mặt ích lợi thật lớn, vẻn vẹn là một tên sở dương, các nhân vật trung tâm của gia tộc cũng không có đem đặt ở trong mắt, một kẻ vừa mới trở về, có một tay y thuật tinh diệu. Võ công tu vi toàn bộ bị phế. Phế vật mà thôi, một mình chiếm cử tài nguyên hàng năm trên 10 vạn tử tinh. Cái này cũng có chút làm cho người ta không nói qua được. Dương Nhược Lan đương trường lật tung bàn hội nghị, một cước đá bay cái bàn trước mặt sở phi lăng, thuận tay nhặt lên một cái bàn bên cạnh, nhằm ngay đầu nện ở trên đầu sở phi long. Sau đó bốp 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 là mấy cái tát đánh ở trên mặt sở phi long, chỉ vào sở phi long tức giận quát, sở phi long, ta biết đây là mưu ma trước quỷ của ngươi, ta nói cho ngươi, chuyện trước kia ta có thể nhịn, nhưng, từ giờ trở đi, ngươi nếu là dám động một sợi tóc gáy của con ta, ta liền làm thịt ba đứa con của ngươi. Phen hành động này, toàn bộ người sở ra họp đồng thời chấn kinh rồi, sở phi long cũng không phải là không tránh được, nhưng Dương Nhược Lan lại là đại tẩu của hắn, Tục ngữ nói chị cả so với mẹ ở trước mắt bao người, hắn lại là chỉ có thể chịu đựng. Lau vụn gỗ trên mặt, hàn quang đáy mất sở phi long chợt lóe, cười khổ một tiếng, đại tẩu, ngài quá kích động rồi. Tiếu đệ cũng là vì gia tộc chúng ta lớn mạnh phồn vinh bất đắc dĩ làm. Dương Nhược Lan trào phúng hừ lạnh một tiếng, nói, đến tột cùng vì sao trong lòng ngươi rõ ràng. Không muốn tuyệt hậu, liền thành thật chút cho ta. Bang bang mấy đá đá bay mấy cái bàn cách nàng gần nhất, Dương Nhược Lan xảy bước đi ra ngoài, Lưu lại một câu, một đám ô hợp đố kỵ người tài, vậy mà còn muốn phát triển lớn mạnh gia tộc, thật thật là chuyện cười. Những lời này, vậy mà là đem toàn bộ sở gia đều mắng vào. Sở Phi Lăng vội vàng đuổi theo, lo lắng thê tử dưới cơn thịnh nộ xảy ra chuyện gì. Trong cuộc họp lớn một mảng yên tĩnh. Sắc mặt Sở lão gia tử âm trầm bộ mặt không ánh sáng. Một tên nghi trượng trong đó lấy dũng khí nói, "Quá, cái này nói thành thế nào?" Đại phu nhân hẹp hỏi, "Tranh quyền đoạt lợi như thế?" sao là đạo làm vợ người? Gia chủ, thuộc hạ đề nghị đem. Còn chưa nói xong. Sở Phi Long đã đứng vọt lên, lật tay một cái tát đánh, cả giận nói, đó là đại tẩu của ta đối với ta làm cái gì đều là nên. Ngươi tính cái gì? Dám đến quản chuyện nhà chúng ta. Người nọ vỗ mông ngựa đến trên chân ngựa, nhất thời chật vật không chịu nổi, bị một cái tát này mất liền sao vàng vọt loạn, mờ mịt không biết nguyên do. Trong lòng sở phi long lao một nắm mồ hôi lạnh, khiến sở dương giao ra y quán đã làm cho lão gia tử phản cảm về nhà, nếu là lúc này còn đưa ra trừng phạt Dương Nhược Lan. Lão gia tử vốn liền cảm giác có lỗi với tôn tử, làm sao có thế lại đối phó mẫu thân của tôn tử. Nói không chừng lão gia tử liền bùng nổ tại chỗ, toàn bộ sự tình đều sẽ toàn bộ bị nhỡ rồi. Sở phi long ngăn cản vừa vặn đúng chỗ. Lão gia tử vốn đã muốn bùng nổ, lại bị một cử động này của hắn sinh sinh lại nghẹn trở về. Sở dương đang ở trong y quán, cầm lấy tay một lão nhân lấm la lấm lét. Đang liều mạng lắc lư tử tinh chuyện tiêu ra cùng lệ gia thật sự là làm cho tâm tình sở đại lão bản quá thoải mái rồi cho nên hắn hôm nay một mực cười không khép miệng được mất thấy sắp giữa trưa vừa mới tiễn bước một người bệnh cuối cùng sở đại lão bản nhấc lên hai cái đùi đang muốn uống trà hát vài câu liền thấy ngoài cửa tề xoát xoát đi vào hai người khuôn mặt anh tuấn một thân cẩm bào vẻ mặt tươi cười đại ca ngài ở nơi này bận rộn sở dương nhất thời mỉm cười hẳn lên các ngươi sao đến đây từ nay về sau, hai chúng ta liền ở dưới trướng đại ca kiếm cơm ăn. Sở đằng hổ cười cười nhìn sở dương. Gia tộc đem hai người chúng ta phái đến nơi đây. Trong lòng sở dương khẽ động, cười nói, ô Gia tộc đối với y quán này có ăn bài khác. Sở đằng hổ có chút thương hại nhìn sở dương nói. Đại ca, chúng ta dù sao đều là người sở gia. Tất cả đều là vì gia tộc. Sở đằng giao cười ha ha, nói, đại ca, ngươi nơi này. Cũng thật đủ keo kiện, liền chỗ ngồi cũng không có nheo mất lại, sở dương ôn nhu cười lên, thay lời khác nói, hai vị đệ đệ hôm nay là tới nhậm chức sao. Sở đằng hổ cung kính không người, toàn bộ dựa vào đại ca chiếu cố rồi. Sở phi yên sớm thiếu kiên nhẫn, hỏi, đây là chuyện lúc nào? Ta sao không biết? Sở đằng hồ nói, tứ thúc mấy ngày nay chưa về nhà. Đây là quyết định hôm nay. Sở phi yên tức giận đến cả người run rẩy. Nơi này chính là tài sản của một mình dương dương. Tại sao gia tộc lại muốn nhúng tay? Đây là đạo lý gì? Sở đằng hồ mỉm cười, gia tộc đã quyết định thu hồi y quán này. Đánh rắm. Sở phi yên cả giận nói, ta trở về hỏi một chút. Không cần. Lão tứ. Sở phi long mang theo mấy nhân viên kế toán. Một bước đi đến, mỉm cười nói, đây là phụ thân quyết định, ngươi trở về hỏi. Cũng chỉ có thể chọc hắn tức giận. Nói xong, lấy ra một cái thù lệnh của gia tộc. Cả người sở phi yên như xa hầm băng, lui ra phía sau hai bước, chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh lẽo, Sở Phi Long tại chỗ tuyên bố quyết định của gia tộc, y quán thu hồi gia tộc, bổ nhiệm Sở Dương làm thủ tịch y sư của Tử Tinh Hồi Xuân Đường, giữ lấy hai thành lợi nhuận, Sở Đằng Hồ làm trưởng quầy, giữ lấy nửa thành, Sở Đằng Giao làm nhân viên kế toán, giữ lấy nửa thành, còn thừa bảy thành, thu hồi gia tộc. Gia tộc mặt khác phái tới hai gã sai vặt làm tiểu nhị, ba vị lão y sư phong phú mặt tiền cửa hàng. Quyết định như vậy, tương đương đem Sở Dương hoàn toàn mất quyền lực, tài chính cùng quyền lực, căn bản không có lưu một chút ở trong tay hắn sau khi tuyên bố xong, sở phi yên nổi trận lôi đình, sở nhạc nhi mím môi lẳng lặng không nói lời nào. sở dương, ngươi nghe được hay không? sở phi long hòa ái dễ gần nhìn sở dương, bạn đang đọc chuyện tại sở dương nhàn nhạt gật gật đầu, trời quang trăng sáng mỉm cười nói, tự nhiên, gia tộc quyết định rất chính xác, đó chính là nói, ngươi phục tùng quyết định của gia tộc. sở phi long nhịn không được ngẩn ra, đương nhiên, sở dương ta đồng, ý vì gia tộc trả giá tất cả huống chỉ một gian y quán. Sở Dương nghiêm túc nói, nhị thúc, ta dù sao cũng là họ sở. Tốt lắm Sở Phi Long cảm giác một quyền của mình đánh vào chỗ trống, đối mặt Sở Dương vô cùng hợp tác, có lực không chỗ dùng. Một loại tâm tình siêu cấp buồn bực, đột nhiên mà sinh. Trong khoảng thời gian này, Sở Phi Long lao lực tâm cơ ở điều tra quan hệ của chấp pháp giả cùng Sở Dương, nhưng vô luận mắt thấy hay là tai nghe, đều cảm giác không có gì dị thường. Từ sau khi án kiện Tiêu Ngọc Long đi qua hai bên liền thấy, cũng không có liên hệ qua, nhưng sở phi long vốn cẩn thận nhìn đến vẫn như cũ không dám xuống tay đối với sở dương sau đó hắn mưu tính thời gian thật dài mới mưu tính ra một cái này lợi dụng thế lực gia tộc đến bức bách cho dù chấp pháp giả nhúng tay cái này cũng là việc nhà sở dương chỉ cần hơi chút có một chút bất mãn mình liền có thế đối hắn ra pháp xử trí nhưng thái độ hợp tác bây giờ của sở dương lại làm cho tất cả hậu chiêu của hắn đều hóa thành hư ảo chẳng lẽ thu hoạch duy nhất cũng chỉ là hai đứa con từ trong tay sở dương đoạt đến chia hoa hồng. Điều này làm cho Sở Phi Long phi thường không cam lòng. Hắn trước sau cảm thấy, Sở Dương ở lại Sở gia, đối với mình mà nói, chính là một cái tai họa ngầm thật lớn, uy hiếp thật lớn. Được, gian y quán này tương lai liền giao cho các ngươi Sở Phi Long cười lớn một tiếng, liền muốn rời đi. Nhị thúc chậm đã Sở Dương trầm ổn nói, "Chuyện gì?" Sở Phi Long vui vẻ trong lòng, chẳng lẽ tiểu tử này bây giờ muốn chống đối ta? Tiểu chất chỉ là muốn hỏi chút, nay cái y quán này đã thu hồi gia tộc, như vậy, người phụ trách số một nơi đây, là ai? Nói cách khác, cái gian y quán này, dưới tình huống khi gia tộc không can thiệp, ba người huynh đệ chúng ta ai nói tính? Sở Dương bình tĩnh hỏi. Sở Phi Long ngưng mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu chưa trả lời. Những lời này Sở Dương hỏi rất bình tĩnh, nhưng Sở Phi Long lại biết rõ ràng, một câu này, thật ra chính là Sở Dương đánh trả. Hơn nữa lần đánh trả này, làm cho mình ở thế khó xử. Ở ngày đầu tiên Sở Dương tỉnh lại, liền cho sở phi long một lần oai phủ đầu sở phi long đối với sở dương kiêng kỵ thật sự là vượt qua bất cứ một người nào của sở ra hắn nếu là nói sở dương định đoạt như vậy sở dương tương đương được gia tộc trao quyền hắn sẽ có vô số thủ đoạn đem tử tinh giữ lại như vậy chính là treo cái danh gia tộc trên thực tế vẫn là y quán của bản thân sở dương hai đứa con của mình chỗ tốt nào cũng kiếm không đến còn phải chọc một thân xão hai người bọn họ cùng sở dương so sánh tâm cơ căn bản không phải cùng cái cấp bậc nếu là nói con lớn nhất sở đằng hổ của mình định đoạt như vậy sở dương chỉ sợ sẽ vì cái y quán này tìm đến phiền toái vô cùng vô tận mà bất cứ phiền toái nào đều chỉ có người cầm quyền đến thừa nhận một câu của sở dương có thể toàn bộ đẩy sạch ta chỉ là tên thầy thuốc lại không phải ông chủ mặc kệ cái kia là có thể đẩy sạch sẽ sở phi long lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết hắn trầm mặc hồi lâu rốt cuộc nghĩ đến nếu là như thế cũng tốt vừa vặn rèn luyện một chút năng lực một mình đảm đương một phía của đằng hổ nếu là hắn có thế đối kháng sở dương chiếm được tiện nghi thậm chí không ăn cái đau khổ gì vậy xem như thật sự rèn luyện ra rồi từ bất cứ phương diện nào nói đến thật ra cũng là chuyện tốt hừ sở phi lăng luôn luôn tôn sùng nhân thứ lấy đại cục làm trọng trọng tình trọng nghĩa con của hắn hẳn là sẽ không liền đối với huynh đệ cùng gốc của mình hạ sát thủ lại nói có mình tùy thời nhìn giúp con trai bày mưu tính kế liền nói, gia tộc ở bên ngoài tựa như đều là do trưởng quầy định đoạt, Sở Phi Long tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, một câu này của hắn đem hai đứa con của mình suýt nữa hoàn toàn đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Sở Phi Long cũng không biết Sở Dương chính là Sở Diêm Vương, đối với quá khứ của Sở Dương hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa bây giờ cửu trọng thiên phong bế, hắn cũng căn bản không chỗ hỏi thăm, nếu là hắn biết, cho dù cho lá gan trời làm, hắn cũng là tuyệt đối không dám đem hai đứa con của mình để lại tại bên người một vị diêm vương ra há mồm có thể nuốt mấy trăm vạn đại quân.